Rồi, chào mấy chị nha, mấy chị vào livestream chia sẻ bài giùm em nha mọi người nha. Hello mọi người, chào mọi người đang xem live của em. Mọi người vào livestream chia sẻ bài giúp em nha. Nhìn thấy ghê vậy trời, tự nhiên có người comment lên trên cái trang của em là cô đổ tâm mất vì Covid, mà cô này là hồi xưa là có thỉnh đồ bên shop em. Trời, gì kỳ vậy? Xong lại nhắn tin hỏi thăm coi. Em mọi người vào livestream chia sẻ bài giùm em nha mọi người nha. Tự nhiên vừa mới bật lên nhận được tin hết hồn hết vía vậy trời. Tự nhiên em nhận được một tin cô đổ tâm mất vì Covid. Thấy ghê vậy. Nha mọi người vào like chia sẻ bài giùm em nha mọi người nha. Nhưng tự nhiên lên em vừa bấm lên cái em thấy cái dòng chữ cái em hết hồn với vậy trời. Cô đổ tâm mất thì Covid. Cô này cô cũng lớn tuổi rồi. Trời, mất ngày 28 trời. Hết hồn vậy. Vậy là ai đang comment? Chị Tiên đúng không? Chị Tiên đang comment trên trên Zalo, trên Facebook của em đúng không? Em vừa bỏ lên cái em thấy vừa comment ở cái livestream cũ của em chứ không phải là livestream hiện tại nữa, mà hết hồn chứ. Mất ngày 28, bữa nay là ngày vậy hả? Chết rồi, trời ơi. Trời ơi, sao đến nỗi dữ vậy? Nhớ mà, Út còn nhớ mà, Út còn nhớ Tiên mà. Chàng ơi, trời, Út xin chia buồn cùng gia đình mình nha. Tự nhiên vừa mới bật lên nhận được tin cái cảm giác nó sụt sụt sao á nha. Chào mấy anh chị nha. Cô đổ tâm mất vì cô gỗ quê rồi, mất ngày 28 rồi. Rồi em chia buồn cùng gia đình mình nha. Mất ngày 28 rồi. Ở trên Sài Gòn mấy anh chị, ở trên Sài Gòn á, hiện tại á, cái dịch Covid này ở trên Sài Gòn á, trời, hổng gài là ngày 28 á. Ngày 28 là hiện tại là bây giờ ở trên Sài Gòn là đỡ dịch dữ lắm luôn rồi đó. Nhưng mà mình còn vướng lại cái nạn nữa. Khổ thiệt chứ. Em chia buồn cùng gia đình mình nha. Nãy em thấy cái tin đó là em tính em livestream xong là em nhắn tin Zalo, em bật link Zalo, em tìm kiếm trên Zalo luôn á, em đang tìm kiếm luôn á. Là tại vì em còn nhớ cô này mà, cô này hôm hôm bữa còn á điện cho em. Cô điện cho em nói Út ơi, chừng nào ông thầy ông qua á, đặt lịch cho cô xem bói nghe. Là lúc đó là ông thầy ổng đang kiểu ở chỗ em cũng đang bị cách ly nữa. Chỗ em cũng đang bị cách ly. Là cho nên là ông thầy ở hôm qua. Rồi cái cô còn dặn em nói chừng nào ông thầy qua nhắn cho cô liền nha. Nhưng mà tới lúc mà ông thầy ông qua cái thì em có ghi âm, em nói với cô mà không thấy cô trả lời, là không biết là lúc đó là có bệnh chưa. Thì em không biết, chắc lúc đó cũng chưa bệnh nhưng mà chắc lu bu cái gì đó cho nên là không không có trả lời em được. Trời, vừa mới lên live nhận được cái tin buồn quá. Nha mọi người vào livestream chia sẻ bài giùm em nha cả nhà nha. Mọi người cố gắng, mấy anh chị nào mà đang ở ở trên Sài Gòn, đang ở những cái chỗ mà ngay cái vùng dịch đó thì mình cố gắng ở nhà giùm em nha. Cầu trời khẩn Phật khấn nguyện để mà mình tai qua nạn khỏi nha mấy chị nha. Nha em chia buồn cùng gia đình của chị Tiên nha. Trời ơi, tự nhiên lên livestream á buồn hết biết luôn. Tự nhiên lên, em vừa bật cái like lên là em thấy là cô đổ tâm mất vì Covid, là em thấy là vừa gửi luôn.
Em vừa vừa gửi vừa xong luôn à, đi hôm mùng 7 hả? Đi hôm mùng 7 tháng rồi hả? Bữa nay mới mùng 1. Mùng 7 âm lịch hả? Nếu như mà mùng 7 âm lịch. Cách ly hôm mùng 7 âm lịch ha. Mùng 7. Trời. Cô còn trẻ tuổi mà. Cô đâu có lớn tuổi lắm đâu. Khổ thiệt. Nha mấy chị chia buồn cùng gia đình chị này nha. Em nghe một tin cái em nhức đầu luôn rồi nè. Cô cũng còn trẻ, cô chưa lớn tuổi lắm đâu, nhìn mặt cô phúc hậu lắm. Nhìn cô đẹp lão lắm. Cô này rất đẹp lão nha. Lớn lớn tuổi thì không lớn tuổi nhưng mà nhìn trắng trẻo, mặt mày phúc hậu đẹp lắm. Rồi, em xin chia buồn cùng gia đình chị Tiên nha. Em còn nhớ tên chị Tiên nữa mà. Tại vì á có lúc đó là có mấy chị con em đốt nến, là đốt nến cho cả gia đình luôn. Là mấy người kia thì em không biết, em chỉ mỗi biết mỗi chị Tiên với cô Tâm Thu thôi. Ừ, 20 ngày đi cách ly là mất luôn. Giờ mới lên lại nhận được tin không có vui miếng nữa, buồn dễ sợ luôn. Xong một kiếp người đó mọi người nha, xong một kiếp người. Bây giờ dịch bệnh nó không chừa một ai đâu nha mọi người, cẩn thận giúp em nha, càng cẩn thận càng tốt. Dịch bệnh nó không có chừa một ai hết. Hồi xưa á mình nói là bệnh bệnh kiểu bệnh HIV á mấy chị, câu dân gian mình kêu là bệnh SIDA rồi đó. Đó thì cái bệnh đó nha, cái bệnh đó cái bệnh đó sẽ mất, cái bệnh đó sẽ bị sẽ chết, nhưng mà nếu như mà uống thuốc cầm cự á là cũng sống được vài năm nha. Nếu như mà uống thuốc mà theo kiểu mà theo liệu trình luôn á thì mình sống cũng 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 được cả chục năm, mười mấy năm bình thường á. Nhưng mà cái giờ bây giờ cái bệnh này á là trời, tầm một tháng thôi là đi, tháng thôi là đi. Bởi vì mấy anh chị nha, cố gắng ở yên ở trong nhà nha mấy chị. Trời, 20 ngày cách ly thôi. Với lại mấy anh chị biết sao không, mình cách ly á là mình cách ly tập trung, thì trong cái mà cái phòng, cái chỗ mà mình cách ly đó đó, có người bệnh nặng có người bệnh nhẹ. Nhưng mà nhiều khi mình bệnh nhẹ đi vô cái bị người bệnh nặng lây, cái mình lại bệnh thêm, nó cũng khổ vậy đó. Chứ bây giờ mà nếu như mà mình lỡ mà bị tiếp xúc với người F0, F1 gì đó mà được cách ly tại nhà thì nó đỡ dữ lắm luôn. Chứ mà đưa vô cách ly tập trung cái là thấy là đi là F1 thôi đó, thấy chưa? Mà đi là F1 thôi chứ không phải là F0 nữa. Nhưng mà khi mà đi vô khu cách ly á là sẽ có rất là nhiều người bệnh nặng ở trong đó. Thì mình đi vô đó thì á mình tiếp xúc với những cái người bệnh nặng đó là bắt đầu là mình dính bệnh. Bởi vì em sợ cách ly, em sợ bị cách ly dữ trời lắm. Buồn dễ sợ. Ngày mai em hỏi thầy cho, ngày mai thầy lại rồi em khấn ông đi nha. Ngày mai thầy lại rồi em khấn. Nói chung là chị đặt tên ông á thì chị sẽ, ông sẽ chịu hết à. Chị đặt tên ông là ông sẽ chịu hết à. Thì đó, thấy vô chổng thấy sợ thêm nữa. Với lại nha, với lại cô cũng lớn tuổi. Nó cái sức đề kháng của cô yếu yếu hơn mình nữa. Nó kiểu như là cái bệnh này là con nít á, nó sẽ vượt qua, cái khả năng nó vượt qua nhiều hơn là mình. Nhưng mà mình cái khả năng mình lại vượt qua nhiều hơn cái người mà khoảng tầm năm mấy sáu mấy tuổi trở lên đó, nó vậy. Khổ gì sợ. Tự nhiên nghe tin cô mất em buồn quá.
rồi mọi người chia sẻ bài giùm em nha mấy chị nha, chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi nha, mấy chị cố gắng nha, bây giờ ấy, dịch bệnh quá mấy chị ở nhà đó, nhiều khi ấy, mình đi làm, đi làm thì phải vì miếng cơm manh áo mình bắt buộc phải đi làm rồi đó, nhưng mà mấy anh chị kỹ nha, chứ để mà lỡ mà có gì cái là khổ dữ lắm, khổ luôn. Giống như em, chỗ em cũng vậy nè, nói chung á thì mình không mở cửa ra, mình không buôn bán á thì không được, nhưng mà cũng sợ dữ lắm, sợ dữ lắm. Em á là nhà em là cha mẹ em lớn tuổi, bà nội em lớn tuổi, lúc trước á là em còn sợ á, là khi mà tiêm cái vaccine nó vô là không biết là có bị ảnh hưởng gì với cái người lớn tuổi hay không, nhưng mà sau này á là cha với mẹ em á đi, đi chích hết, đi chích hết. Giờ thì em mới chỉ được có một mũi thôi, mới chỉ được có một mũi thôi đó, gán làm sao mà người ta cho mình chích thêm mũi nữa đó, nhưng mà nó cũng đỡ rồi thôi nha mấy chị. Mấy chị nào mà đã tiêm vaccine rồi á thì nói chung là đỡ thôi, chứ cũng phải giữ 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 cẩn thận nha mấy chị. Em sợ quá, tự nhiên em nghe tin này cái em sợ dã man luôn á. Em na hôm nay em gửi hàng cho chị rồi nha, hôm nay em gửi hàng cho chị rồi nha, mấy chị cố gắng nha, nhớ bảo vệ bản thân mình, gắng cầu nguyện nha. Ở nhà mấy mấy anh mấy chị nào mà có thờ các ông á thì mình cũng gắng khấn các ông đó, mình khấn trời khấn Phật, khấn cho cái đại dịch này mà mình còn sót lại là mình là những người mình là may mắn dữ lắm luôn. Mấy chị, mấy chị cố gắng nha, nghe tin hết muốn like luôn á, thiệt nghe tin hết muốn like luôn. Có nha, có bé Nam Minh, có bé Nam Minh con có thầy thép nè nha, đây bé Nam Minh con thầy thép, bé Nam Minh con có thầy thép nha, bé full tato, Nam Minh full thầy thép. Đến nay chưa nhận, từ từ nha mấy chị nha, từ từ chị sẽ nhận. Hôm bữa đó là chị kêu em gửi là qua bữa sau là em gửi luôn rồi đó, tối chị nhắn tin chị kêu em gửi là qua bữa sau em gửi luôn đó, từ từ chị sẽ nhận được rồi, yên tâm nha. Nhiều khi á do cái đơn hàng của mình, do cái đơn là bên nhà tiết kiệm á là lâu thôi, chứ người ta sẽ giao cho mình hết nha. Bé này 2,4 triệu, bé Nam Minh full tato nha. Thôi 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 mọi người ơi, cố gắng lên nha, vượt qua cái đại nạn này mấy chị, cố gắng lên, cố gắng lên. Nghe tin nhức đầu dễ sợ nha mấy chị, chia sẻ bài giùm em nha mấy chị nha. Bây giờ là sáng mình mở mắt ra đó, mình gặp được cha mẹ mình gặp được gia đình mình đó, tối đến lên livestream gặp được mấy anh chị là vui lắm rồi. Bây giờ sao mà cuộc sống này nó vô thường quá mấy chị ơi. Ủa hôm nào có thầy cho em coi, ok nha. Nha thầy á, nè, tiên nè, mấy tiên nha. Mấy tiên, khi nào á, bây giờ coi đi, coi nhà có ai mà nhẹ bóng vía không? Nếu như mà mẹ theo nha, mẹ về luôn á, mẹ về mẹ nói chuyện luôn. Hôm bữa là có một cái chị kia là người yêu theo kiểu là chị này thôi chồng, bây giờ đi vô làm công ty rồi gặp rồi quen cái anh này đó, là hai người quen nhau theo kiểu là đang yêu nhau luôn, nhưng mà anh này ảnh bị bệnh tim ảnh mất rồi, cái là ảnh bị bệnh tim và bệnh tim mất, cho nên á là cái chị đó là chị nhẹ bóng vía nha, nhẹ bóng vía cực kỳ luôn. Xong gọi cái á là thầy á, ổng gọi hồn cái anh nó vô, trời chị Nhi nói mà em giỡn ốc chân nè, gọi hồn cái anh nó vô là nói chuyện luôn, mà theo kiểu mà người ta còn lưu luyến á mấy chị, rồi cái thương á, thương cái xác ngồi nói chuyện mà cứ dò hỏi vậy nè, thương cái xác, không muốn bỏ cái xác đi đó. Nếu như mà nhà bé Tiên có ai mà nhẹ bóng vía,
gọi cô về coi cô còn có cái khúc mắc, còn cái ấm ức cái gì đó mà theo kiểu mà mình chưa thực hiện được á, làm cho cô đi, cho cô mãn nguyện, cô đi thanh thản nha. Tội nghiệp, hôm bữa là coi coi cái nha, tìm đi rồi có gì điện cho Út nha. Út Út nói thầy 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 xem bói cho nha. Hôm bữa là thầy ổng kêu hồn của cái anh đó đó về nhập vô cái xác của ghệ ổng luôn. Bởi vì ổng cứ ngồi ổng cứ vuốt 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 cái mặt hoài luôn vậy đó, ổng vuốt cái mặt nhưng mà phải nhẹ bóng vía nha, tại vì mới mất đây à. Hôm bữa anh đó mất 3 ngày mà vô luôn, mà cô mất họ hổm gài đúng không, cô mất hổm gài cũng mới mấy ngày à đúng không đó. Thì cứ nhờ đi coi thử có ai mà nhẹ bóng vía mà hay bị, mà theo kiểu là hay bị người này dựa người kia dựa, nhờ người ta lại mượn cái xác cho cô vô cô nói chuyện coi thử cô còn có cái gì đó khuất mắc nữa hay không, hay này kia nọ đó, thì cô cứ nói đi. Theo thì theo rồi, nhưng mà em có nhẹ bóng vía không? Nếu như mà em nhẹ bóng vía thì cho cô vô xác em luôn đó, nhưng mà ở nhà phải có người khác nha, có người đó là ở đó là hỏi coi mẹ muốn gì thế này kia. Bé 22 inch, bé 22 inch bây giờ là có bé 24 inch được không nha, chỉ có bé 5 inch là full, mới có 4 ngày. Ừ. Chỉ có bé 5 inch nha, bé 5 inch rồi. Vậy ngày mai nha, mai nói với thầy nha, mai nói với thầy lại đó. Ai nhẹ bóng vía nhất nha, ai nhẹ bóng vía nhất là cho cô vô sát cái người đó, cho cô nói chuyện nha. Ngày mai á, là 9:30 là thầy lại, có gì hồi nhắn tin zalo chốt cái nha nha. Ngày mai có gì nhắn tin zalo cho Út cái, xong rồi sáng ông thầy ông lại cái Út nói với ổng nha. Bất ngờ quá. Con này thép full tato á, thì chỉ có bé 5 inch này thôi nha, chỉ có bé 5 inch này thôi. Còn các bé mà 22 inch á thì con có thầy khác nha, con có thầy Gavin. Với các bé 24 inch là con có thầy Gavin, chứ không có con thầy thép nha. Con thầy thép mà chơi 24 inch nó là bộn tiền hai mấy triệu á. Thầy thép thì 5 inch là nhiều nha. Nha Tiên, lát nhắn tin chốt nha. Tiên lát nhắn tin chốt đi. Nhắn tin Zalo chốt nha. Rồi mấy anh chị chia sẻ bài giùm em nha. Mấy chị đang trên live chia sẻ bài giúp em nha mọi người nha. Chia sẻ bài đi mấy anh chị nha, mình còn gặp nhau là mấy anh chị vui vẻ, vui vẻ mấy chị ơi nha. Cuộc sống bây giờ nó vô thường quá, buồn quá nha. Chia sẻ bài giùm em nha. Bữa nay là ngày một tây, ngày một âm lịch lộn, hôm nay là ngày một âm lịch. Rồi chia sẻ mạnh tay lên giúp em nha mọi người nha. Út có Zalo không mẹ? Có nè, Út có Zalo nè mẹ, thấy không, mới vô kiếm luôn nè nè, đây nè Zalo này đúng không, Tâm Thu nè, Út còn giữ nè, Tâm Thu nè. Chào chị Quỳnh Hương nha. Rồi ngày mai có gì nhắn tin Zalo cho Út nha. Mai có gì nhắn tin Zalo cho Út. Rồi nếu như mà coi thử rồi, nếu như mà cô theo em á thì gọi thử coi về không. Nói chung là theo kiểu mà hên xui đó thì mình cứ gọi thử đi.
gọi coi cô về được á thì cô về đó. Nhưng tại vì nhiều khi do mà cái vía của mình mà nặng quá thì mới móc vô không được, phải phải có một cái xác thật là yếu bóng vía người ta mới móc, người ta mới vô được. Em gửi số của Út, kết bạn Zalo với Út. À rồi, để Út ghim nè, Út ghim cái số điện thoại Zalo của Út lên nè, em kết bạn đi. Nè Út ghim cái số Zalo của Út lên nè, em kết bạn đi. Kết bạn giùm Út đi nha. Kết bạn giùm Út đi, Út ghim số lên rồi đó. Chào chị Gami nha. Bữa nay con của chị em gửi không kịp rồi, ngày mai giao hàng tiết kiệm nó mới lại nó lấy nha. Mai giao hàng tiết kiệm nó mới lại lấy, bữa nay em gửi con cho chị không kịp rồi. Kết bạn Zalo giúp đi. Ok, kết bạn Zalo đi. Chia sẻ giùm em nha mấy anh chị nha. Chia sẻ giúp nhau nha. Ngày mai miền Bắc, ngày nay miền Bắc. À, tức không? Đó, em nói rồi. Em nói rồi mà. Ngày mai nè nha. Ngày mai mấy anh chị chơi lại con 7557 cho em tại miền Bắc. Một lát nữa kết thúc live á là em sẽ cho số mấy anh chị. Đó, nhưng mà miền Bắc mình chơi lại con 7557 giùm em. Bữa nay ông cho con 75 ra đúng không mấy chị? Ra 5775 nhưng mà ra hơi ít. Ngày mai miền Bắc mấy anh chị đánh lại con 7557 giùm em. Ngày mai sẽ ra con 5775 đó. Nó thường đó là các ông ha, các ông bắt muộn một ngày. Các ông bắt kiểu như lúc này quá trời đông rồi, giành giật không lại. Đó, bắt được số nó lọt qua ngày sau. Đó, bữa trước cũng vậy mấy chị nhớ không, con 0770 nè. Đó, rồi con 7667 nè, rồi tới con 43, 34. Đó, ngày bữa hôm nay là ba con luôn. Đó, bắt muộn một ngày. Mấy anh chị cứ để ý số của em nha. Bữa trước không ra, qua bữa sau chắc ăn nó ra. Lần nào cũng vậy chứ, bữa trước không ra là qua bữa sau nó ra hà. Đó, mấy anh chị nào mà có theo dõi nha, theo dõi bên shop em á là sẽ thấy số bữa trước không ra bữa sau ra. Nhưng mà con 75 nè, con 75 hôm nay á là ông cho ra 7557, nhưng mà cho ra, nhưng mà ngày mai sẽ ra nữa đó. Mấy chị mời chơi lại con 7557 miền Bắc nha. Bữa nay con chị cho 47 mà chị đánh số đá, chị không đánh luôn. Thường thì mấy anh chị nếu như mà lọc âm á nha, lọc âm á thì mình phải chơi số lô nha mấy chị, mình đừng có chơi số đá nha. Theo cái kiểu mà lọc người ta mà theo kiểu mà suy đoán cầu cầu lọc số á thì có thể là mình chơi đá đồ. Còn mà nếu như mà mình chơi mà theo kiểu mà lọc âm của các con cho á thì mình nên chơi số lô, hoặc là mình chơi hên xui may rủi, chơi đầu đuôi chứ đừng chơi số đá. Chơi số đá nhiều khi á khó ra lắm. Nhưng mà nếu như mà mình đã chơi số đá rồi á thì mình phải đánh lô, mình phải đánh lô nữa, chứ mình chơi số đá không là chơi có khi gãy nha. Lô đi cho nó an toàn. Mấy bé cu manh nhỏ tuổi chắc bắt số không ra đâu nha. Tùy bé nha, có bé nó tí tẹo tuổi thôi nhưng mà nó bắt số vẫn ra, tùy đứa. Nhưng mà bắt được một bữa đó hà, đó rồi cứ cho nó nghỉ đi, cho nó nghỉ, cho nó ăn uống đi, rồi từ từ hay cho nó bắt nữa. Có nhiều đứa 4 5 tuổi, 5 6 tuổi thôi, bé tí thôi mà vẫn bắt được hết à. Giống như nè, giống như là thằng cu này nè, nó chỉ có 5 inch thôi đó. Các bé bé này nó chỉ mới có 9 tuổi thôi nhưng mà thằng thằng bé này bắt số rất là giỏi nha. Các bé này bắt số là giỏi dữ lắm, giỏi luôn đó. Hình như là em gieo duyên bé này nè ha. Hôm bữa có cái anh kia ảnh comment lại á, là bé đi đòi nợ luôn, bé đi đòi nợ cho mình luôn đó. Là bé 5 inch nè đó, bé con thầy thép. Nó tùy theo bé với chị chứ không phải là bé nó nhỏ tuổi nó bắt số không được đâu. Mấy đứa này bắt được hết á, đứa nào nó cũng bắt được hết á. Nhiều khi á là nó bắt bữa nay, lần này nó bắt không được, lần sau nó sẽ cố gắng nó bắt số cho mình. Chủ yếu là
mình nói chuyện với nó nha, mình nói nó, có nhiều đứa nó cũng là biếng lắm, có nhiều đứa cũng anh nó lười lắm, ăn no mặc ngồi đó không giúp ba mẹ gì hết đó. Thì con nít mà mình nhiều khi mình dạy nó, mình chỉ dạy cho nó này kia nọ, chứ nhiều khi có nhiều đứa mình cưng mình nịnh nó quá thì nó cũng không ấy. Tại chị bữa nay gửi tiền lấy con rồi không có tiền đánh nút. Ừ thôi mai, ngày mai em cho số chị đánh nha, ngày mai chị Gami đánh đài miền Bắc đánh con 01 số 10 nha, em cho nha, nhớ nha, nhớ nha, ngày mai miền Bắc con 01 số 10 đánh đài miền Bắc thôi, đánh lô nha, đừng đánh đá. Còn nếu mà chị muốn đánh thì chị đánh một con thôi, chị đánh con số 10, nếu như mà không có tiền á mình đánh số 10 nha. Còn nếu như mà mình đánh lô á, nếu như mà mình đánh đấy thì mình đánh 01 số 10 đi, đừng đánh đá đánh lô nha, mà đánh số 10 nha. Các bé này nè bắt số rất là giỏi, có mà nhưng mà thầy nó tùy theo cái thầy nó, những cái bé nào mà cái gian trên người nó nhiều á mấy chị, là mấy bé đó là bắt số rất là giỏi, tại vì nó mạnh nha, nó mạnh. Sâm hổ nè đó, sâm hổ hết nha đó, bé nè ở ngoài trước sâm hổ, ngoài sau sâm hổ, đi đòi nợ cho ba nó luôn nha, đi đòi nợ luôn, bắt số ba xin số trúng luôn, giỏi vậy đó. Chào chị Thuyên nha. Bình thường á bé bắt được lộc á mình cho bé nghỉ khoảng tầm 5-6 ngày gì đó, rồi mình hãy cho hả xin số bé lại nha, cho bé tầm tầm 5-6 ngày gì đó. Đây cô tin thay đồ mới nè, bữa nay em thấy cô tin buồn, em thấy cô tin ngồi đó mà cô tin buồn, em thay đồ mới là con thay đồ mới là con vui nha, vui thay đồ mới vui, nay ngồi tự nhiên buồn, bữa nay em bận số em không có ẩm nó, bình thường em hay ẩm, bữa nay không ẩm. Đó, ba thay đồ mới cho nè. Cô tin chào các cô các chú nha, cô tin chào cô Thuyên nha, mọi người vô like chia sẻ bài giùm ba cô tin nha. Bữa nay cô tin mặc áo đỏ nè, ngày mai đưa lọc lên, ngày mai mấy chị đỏ luôn, mai 0770. Mai 0770 nè, ngày mai em kết con số 101 nữa mấy chị nha, ngày mai em kết con số 101 nữa đó. Mấy chị nào mà có chơi như hồi nãy em cho chị Gami đó, số 101 đó, mấy mai chơi đi, chơi miền Bắc đánh lô đi, đánh lô đi, đừng có chơi chơi đá, chơi đá hên xui lắm. Ít tiền trúng nhiều thiệt, chơi đá thì mình chơi cái vốn mình bỏ ra ít nhưng mà trúng nhiều thiệt, nhưng mà hên xui lắm. Mai 797 không gà, 797 ra quá trời luôn, có bữa nay là không gà chứ gà liên tục 3-4 ngày, ra liên tục 3-4 ngày. Mấy cô chia sẻ cho cô tin nha, mời mấy anh chị chơi lại con 7557 đi nha, 7557 nha, 7557. Nước hoa em về rồi mấy chị nha, hôm qua có ai vô hỏi nước hoa đó nha, nước hoa em về nè đó, thơm nè, nghe nước hoa em về rồi, mấy chị nào mà có xài nước hoa nè, nước hoa tài lộc nha, nước hoa thu hút quyến rũ một chai 250 nghìn, thơm quá, thơm bát ngát luôn. Mấy anh chị nào mà có xài nước hoa thì nhắn tin cho em nha, Zalo của em rồi nha, lát nữa Út chấp nhận kết bạn, Út quay qua Út thấy đang thui là Út biết rồi. Hôm nay 97 nữa hả? Trời ơi, vậy là quá trời luôn, 4 ngày luôn. Cô tin mặc áo 4 ngày, mặc cái bộ áo xanh là 4 ngày, ra hết 4 ngày. 2 ngày 79, 2 ngày 97. Quá sự quá dữ. Mai mốt kiếm đồ gì mà có số số tùm lum số chân cho cô tin mặc. Xong rồi cái đưa cô tin lên cho mấy cô thấy số đánh nha.
Không, chọn bé con Trinh nhìn cưng quá nha, vừa vừa cưng mà vừa giỏi nữa. Cô Tin giỏi lắm mấy chị nha, cô Tin giỏi lắm, Tin giỏi ơi là giỏi nha. Mọi người chia sẻ giùm cô Tin nha, chia sẻ cô Tin nha, cô Tin kiếm sữa uống nha. Cô Tin đi uống sữa thôi, ít ăn lắm, uống sữa không à. Mai mua bánh kem cho cô Tin ăn, cô Tin ít ăn lắm, cái uống sữa là nhiều. Đẹp trai không? Tôi thấy cô Tin đẹp trai không? Mặc áo đỏ nè, ngày mai là đưa số lên là mai mấy cô là đỏ chép luôn á. Cô Tin đẹp trai giống bố. Và mọi người chia sẻ bài giùm em nha, mấy chị giúp em chia sẻ bài nha mấy chị nha. Bữa nay nước hoa của em về nước hoa tài lộc nha. Đó mấy chị nào mà có muốn xài nước hoa nè, xịt cho mình nè, xịt cho các ông nè, xịt cho các bé thì một chai 250.000 nha mấy chị nha, 250.000 một chai. Mấy chị nào mà thỉnh bất kỳ một món nào bên shop em vẫn cho mình vô nhóm Lọc Hữu Duyên mình chơi nha mấy chị nha. Mặc áo đỏ nhìn đẹp trai lắm luôn, quá cô Tin lên là mọi người khen cô Tin đẹp trai nha. Mấy chị nào mà có thỉnh nước hoa thì comment lên cho em là nước hoa kèm số điện thoại nha. Em sẽ gửi nước hoa cho mấy anh chị một chai như thế này 250.000. Đó mấy chị nhận hàng được em sẽ cho mấy chị vô nhóm Lọc Hữu Duyên. Mỗi ngày em sẽ cho số vô đó Nam Trung Bắc luôn cho mấy anh chị chơi nha. Nam Trung Bắc luôn cho mấy chị chơi nha. Một chai 250.000, em có hai màu nha. Đây, một chai á là độ về nha, chai này á là bên thu hút tài lộc. Nói chung là nước hoa thì nước hoa này, các nước hoa này nước hoa gọi tiền, gọi tài, gọi lộc đó. Đó thì nước hoa này là nước hoa hồ ly nữa, đó giúp thu hút quyến rũ nha mấy chị nha. Đó ai mà muốn thu hút quyến rũ á thì thỉnh nước hoa này, nước hoa hồ ly nha. Ông xanh ông vàng đẹp, đẹp mà chị, ông xanh ông vàng đẹp. Ông này ông màu cam, ông này là ông màu cam đẹp tuyệt vời nha. Các ông đợt này về đẹp lắm nha mọi người, các ông đợt này về đẹp lắm nha. Đó mấy chị nào mà có đam mê cái ông này á thì nhắn cho em, các ông về đợt này đẹp lắm, có rất là nhiều thỉnh, có rất là nhiều người thỉnh các ông nha. Đó, thỉnh các ông rồi á, độ các ông về độ cho mình tài lộc nè, nó độ cho đường công danh sự nghiệp của con cái của mình á nó phát triển nữa mấy chị, nhiều lắm. Kính của cô Tiên, nhận hàng nhắn tin cho Út, Út cho vô nhóm. Đúng rồi nha, mấy chị nào mà thỉnh đồ bên em nha, nhận hàng xong kết bạn Zalo với em, chụp hình hàng của mình qua xong rồi em sẽ cho mình vào nhóm nha, cho mình vào nhóm Lọc. Cái nhóm của em là cái nhóm vĩnh viễn nha, cái nhóm Lọc Hữu Duyên là cái nhóm vĩnh viễn chứ không có không 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 có không có thời hạn nha. Mấy chị nào mà thỉnh đồ thì em cứ cho mấy chị vô đó, ai mà thỉnh đồ của em thì em cứ cho mấy chị vô đó thôi. Đó có thể là mấy chị cứ vô đó có thể chơi, có thể tham khảo, không chơi cũng được, nhưng mà có những cái số đó thì nếu như mình thấy bữa nào mình thấy đẹp thì mình chơi, không bắt buộc. Tại vì cái ngày nào không ra là hình như là em cho Nam Trung Bắc là ngày nào cũng ra, ít nhiều rồi ngày nào cũng ra. Nhưng mà số hữu duyên mà mấy chị ra là ok rồi nha, ra là ok rồi, ít nhiều gì cũng có, sao chị không được vào nhỉ. Chị có số đẹp hơn em, chị cho số em nữa mà vào nhỉ. Em cho chị vô luôn ha, chị Thiên thích vô em cho vô, chị Thiên thích vô nhóm nào cho vô nhóm đó. Nha chị Thiên thích vô nhóm nào cho vô nhóm đó. Sợ nhiều số quá chị Thiên không biết đường mà đánh, tại vì chị vừa có số của chị mà em đăng số của em nó hết biết đường mò. Chào chị Hạnh Nguyễn nha, nha mấy chị cứ thỉnh bất kỳ một món nào nha, bất kỳ một món nào thì em dẫn cho mình vào nhóm để mình chơi. Ví dụ như là son nha, son 190.000 á, son nè em còn sót lại một hộp mà em không hay nè. Đó 190.000 một cây son như thế này đó, thỉnh xong rồi nhận được hàng chụp hình lại, chụp hình lại gửi cho em đưa mình vào nhóm Lọc Hữu
hữu duyên mình chơi nha. Còn mấy chị nào nha, mấy chị nào mà thỉnh các ông tượng nha, mấy chị nào thỉnh các ông tượng thì em cũng cho mình vô, cho mình vô nhóm lọc luôn đó. Mấy chị nào mà thỉnh riêng biệt các ông tượng nha, riêng biệt các ông tượng, mấy chị nào muốn cho, muốn vô nhóm lọc bắt nha. Thôi bây giờ vậy nha, em sẽ mở một cái nhóm lọc miền Bắc cho mấy anh chị nha. Em sẽ mở một cái nhóm lọc miền Bắc cho mấy anh chị, cho tất cả mấy anh chị nào mà thỉnh các ông tượng, nhưng mà phải thỉnh về rồi em mới cho lọc nha. Ok chưa mấy anh chị? Thỉnh về rồi em mới cho lọc. Chào Trang Trang Thu nha. Rồi mấy anh chị nha, hôm nay em sẽ, hôm nay là em sẽ mở một cái nhóm lọc cho các ông tượng, nhưng mà với điều kiện mấy anh chị phải thỉnh các ông về đó, thì em sẽ, em sẽ cho lọc mấy anh chị lọc miền Bắc nha. Lọc miền Bắc, lọc miền Bắc đó, nhóm lọc nhóm lọc số của các ông tượng nha. Nhóm lọc số của các ông tượng, lọc miền Bắc thôi nha, lọc miền Bắc thôi. Mấy anh chị nào mà có thỉnh các ông á thì hú cho em nha, bắt đầu từ hôm nay nha. Còn những người xa xưa nữa thì mình không tính nha. Bắt đầu từ hôm nay nè, hôm nay là ngày đầu tháng, ngày 1 tháng 10 đó, bắt đầu từ ngày hôm nay mấy anh chị nào mà có, mà hữu duyên thỉnh các ông tượng bên shop em nha, thì em sẽ cho mình vào cái nhóm lọc của các ông tượng nha, cho mình vào nhóm lọc của ông tượng. Nhưng với điều kiện nha, với điều kiện là mấy anh chị phải thỉnh các ông về rồi em mới cho lọc. Có rất là nhiều người nha, có rất là nhiều người vậy nè, thỉnh lúc ôm mấy chị, có rất là nhiều người thỉnh lúc ôm á. Em rút kinh nghiệm rồi, em rút kinh nghiệm từ cái nhóm lúc ôm của em, giờ này đi ra hết rồi nha. Kệ, khuya mới vô. Em rút kinh nghiệm từ cái nhóm lúc ôm của em là mấy anh chị chỉ cọc 1 triệu thôi, vô lấy số đánh. Em vẫn cho, em cho cả tháng số trong đó, vô lấy số đánh. Rồi xong rồi cái muốn bỏ luôn à, bỏ luôn. Thay vì đi mua số, đúng không mấy chị? Thay vì đi mua số, vô lấy lọc của em chơi. Hỏi ngày lọc lúc ôm của em ngày nào cũng nghe. Xong rồi chơi xong rồi theo kiểu là muốn lấy lọc chơi thôi, chứ không có muốn mà lấy lúc ôm về. Kiểu như là bỏ 1 triệu đó, bỏ 1 triệu vô lấy số chơi. Cho nên đó là các ông tượng này nè, các ông tượng này em không muốn mấy anh chị bỏ các ông nha, không muốn mấy chị bỏ các ông. Cho nên là khi mấy chị thỉnh rước các ông về đi, rồi em sẽ cho mình lọc chơi miền Bắc nha, một miền một chơi miền Bắc nha. Mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ đi mấy chị. Ai đang trên livestream của em giúp em chia sẻ bài giùm em nha. Chia sẻ nha, mọi người đang trên live chia sẻ bài giùm em nha, cả nhà nha. Ok chưa mấy chị ơi nha, bắt đầu từ hôm nay nha, bắt đầu từ hôm nay mấy anh chị nào mà thỉnh tượng bên shop em sẽ cho lọc mình chơi nha. Chào chị Tịnh Đức, mấy anh chị vào like của em chia sẻ bài giùm em nha mấy chị nha. Mỗi người gán giúp giùm em 5 lượt chia sẻ thôi mấy chị nha. Mấy người nào mà đang xem like của em á, ủng hộ đi, ít nhất 5 lượt chia sẻ thôi nha. Mọi người lên đây lấy lọc thì nhiều nhưng mà không có chịu chia sẻ cho em gì hết, vậy tại sao vậy nha? Tại sao mà mình có qua mà không muốn có lại vậy? Mấy chị chia sẻ đi, chia sẻ đi, rồi một lát nữa rồi mình lấy lọc sao. Có nhiều người vô nhưng mà không chịu chia sẻ, mà chị góp ý nhé, ai mà cọc xong rồi không lấy thì Út đừng trả tiền lại mà để cho ai đón những đồ bị bơm ấy.
em không trả tiền lại nữa nha. Em rút kinh nghiệm người nhiều người quá rồi, cho nên đó là nhiều khi á em làm như vậy á, cái người khác á, người khác vô lại làm như vậy với em nữa nha. Cọc mà không lấy là mất cọc, em không trả lại đâu, em không cho đổi luôn, em không cho đổi luôn nha. Cọc mà không lấy là mất cọc á. Có chỉ mình nên shop em với shop chế của em á là làm theo cái kiểu đó thôi. Còn mấy anh chị thử mà đi qua cái shop khác nha, cọc rồi mà không lấy nha, đòi tiền lại á, người chẳng những người ta không trả, người ta còn chửi vô mặt nữa là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đặt cọc bé này mà đổi sang bé khác nha, đổi sang bé khác với cái giá bằng số tiền cọc đó, chẳng những nó không cho, nó còn chửi vô mặt nữa. Chỉ có shop em với shop của chị em là theo kiểu mà theo mấy chị quá, theo kiểu mà nhân nhượng với mấy chị quá, cái mấy chị giết rồi nhiều khi hả thôi kệ hả, mình cứ cọc đi, mình không đủ tiền mình lấy đứa khác rẻ hơn, dù sao mình cũng đâu mất tiền cọc kiểu vậy nè. Từ đây sắp lên là em sẽ không có như vậy nữa, từ đây sắp lên mà em sẽ không như vậy nữa nha. Có nhiều người ngộ lắm, có nhiều người ngộ lắm, cọc cho đã xong rồi cái cả tháng sau quay lại đòi tiền cọc của em. Trời đất ơi, đòi cọc. Có đợt đó có mấy người vô 3 ngày nha, vô lấy lọc em chơi 3 ngày. Nói chung á thì thắng thì thắng 1 ngày thôi, nhưng mà thắng ngày đó được 2 con, 2 ngày sau gãy lọc nha. Thắng 1 ngày được 2 con đó, thì có nghĩa là ngày đầu tiên nè vô ăn ha, ngày thứ hai gãy, thắng thì thắng 2 con mà gãy đó, xong rồi không có chịu tiếp tục thì qua ngày sau thì có lọc nữa, đâu thể nào mà gãy liên tục hoài. Rồi cái xin tiền lại, xin tiền lại với chị, nói em thôi thôi nha, em cho luôn cho xong cho mệt, em trả tiền lại luôn cho xong cho mệt. Chứ nhiều khi á, nếu như mà mình không trả lại á thì chẳng lẽ mình giờ mình đôi co với khách hàng đúng không, cho nên thôi trả lại luôn mệt. Chứ những shop khác là người ta không trả đâu, rồi ai đón thì người ta trừ cọc cho người đón sau đó em. Dạ đúng rồi nha, giống như mấy bé nè, hiện tại là em có 2 bé nha, hiện tại là em có 2 bé búp bê, bé 24 inch, một bé 22 inch, là mấy chị đó là bỏ cọc 1 triệu, thì bé đó là em giao duyên 7 triệu 9, mẹ bỏ cọc 1 triệu thì em trừ ra 1 triệu là còn 6 triệu 9 đó. Có 2 bé nha, có 2 bé. Cho nên là mấy anh chị nào á mà nếu như mà cọc mà không lấy là em sẽ trừ cái cọc đó lại cho người sau. Em thì em không có nhận cái phần tiền đó của mấy anh chị nữa, nhưng mà em sẽ lấy cái tiền cọc đó đó em cho lại mấy chị đằng sau đó nha. Có lọc lúc ôm nha, lọc lúc ôm là có mấy người là không, giống như là muốn chỉ vô địa chỉ muốn là lấy số chơi thôi chứ không có muốn thịnh lúc ôm nha. Mấy người đó đã cọc em 1 triệu rồi, nếu như mà mấy anh chị nào mấy người đó mà không lấy nha, hiện tại là giờ là em có 2 viên nha mấy chị, 2 viên là không lấy, 2 viên là không lấy nha. Mấy anh chị nào mà có lấy viên lúc ôm đó em giao viên lại cho mấy anh chị 4 triệu là khách đã cọc cho em 1 triệu rồi đó nha, giao viên lại cho mấy chị 4 triệu 1 viên. Còn bây giờ là chắc ăn là 2 viên là mấy chị đó không lấy rồi đó nha. Vài bữa nếu như mà với 1 viên của cái bà, 1 viên của cái bà mà cái nhóm lọc lúc ôm mà cái nhóm thứ hai đó mấy chị, cái bà mà quậy quậy em á, cái bà quậy đó là em trả tiền lại rồi. Cái bà quậy ké cái bà hùa theo bà đó, bà bỏ luôn, bà bỏ 1 triệu luôn, là bây giờ là 3 viên, 3 viên lúc ôm nha. Mấy chị nào mà có thỉnh 3 viên lúc ôm của 3 cái người đó, nói chung là em chưa khấn tên tuổi gì của bả hết trơn á nha, em chưa có khấn tên tuổi gì của mấy bà đó hết trơn. Nói chung là bả thỉnh lúc ôm thì em chỉ khấn là bả có cọc vậy thôi nha, chứ chưa có đặt vị là viên lúc ôm này là
tên tuổi người này viên lúc bên kia là tên tuổi người kia không có. Bây giờ là đúng 3 viên là chắc có thể là người ta đã bỏ luôn rồi. Tại vì tháng mấy rồi, 1 tháng mấy rồi, cho nên là 3 viên nha, 3 viên. Em gieo duyên cho mấy anh chị 4 triệu một viên. Viên lúc ôm này á là viên lúc ôm, viên lúc ôm VIP 5 triệu một viên nha, 5 triệu một viên mấy anh chị nào nha. Mấy anh chị nào mà lấy 3 viên này á thì em sẽ để 4 triệu là em sẽ gạt tên ba cái người đó ra. Đặt tên ba người đó ra nha. Đặt tên ba người đó ra không lấy lúc ôm là em sẽ bán cho khách là chỉ có 4 triệu một viên thôi nha mấy chị nha. Ở đây em cũng còn ít là không có nhiều đâu, nhưng mà của khách em trong đây là mấy viên rồi. Những người khách mà người ta cọc á là người ta cọc 2-3 triệu hết rồi là chắc ăn người ta sẽ lấy đó, thì cũng còn không có bao nhiêu viên đâu mấy chị, không có còn bao nhiêu viên đâu. Trong đây có một viên của chị Thuyên nữa nè. Làm gì? Đó, em còn 24 viên. Em còn đúng 24 viên. Đó, nhưng mà trong đây á, là có 3 viên là đảm bảo 100% khách bỏ. Đó, mấy chị nào mà có thỉnh đó thì em sẽ giao viên 4 triệu nha. Giao viên 4 triệu luôn. Bỏ cọc. Vô là chủ yếu là hình như là lấy số chơi nhiều, chứ không muốn lấy đồ như vậy đó. Thay vì á, đi mua con số, con số cũng mấy trăm ngàn con, đúng không mấy chị? Đeo vào bát tượng cho chị luôn ha. Ok chị. Ok chị yêu nha. Đó mấy chị nào á nha, mấy chị nè, mấy chị em chỉ mấy chị cách nè. Nếu như mà mấy anh chị nào mà có mua viên lúc ôm bên shop em rồi á, khi nào mà mấy anh chị xin số ông nào, mấy anh chị đeo đeo viên lúc ôm của mình vào vào ông đó cho em nha. Để mà theo kiểu mà thúc đẩy nha, cái số đó nó sẽ may mắn hơn để mà mình chơi nha. Quên bé đồng cho chị nhé. Gì quen quen bé đồng à, em đeo lên cho bé đồng cho chị nha. Nhưng lúc hôm này em lấy em đeo cho bé đồng cho chị đúng không nha. Mấy chị nào 3 viên nha, 3 viên đó là khách bỏ cọc 1 triệu, em sẽ trừ cái cọc đó ra cho mấy anh chị là 3 viên. Là 3 viên này là em bán 4 triệu một viên nha, chứ bình thường như lúc ôm á thì 5 triệu đó. Mấy chị được cái lời đó rồi mấy chị nha, nhanh tay lên. Nếu như mà viên lúc ôm em 4 triệu sụp một viên là có rất là nhiều người thỉnh đó, nhiều người thỉnh đó. Em chưa có đọc tên, em chỉ là đọc tên tuổi của mấy anh chị đó là cho biết là thỉnh lúc ôm vậy thôi, chứ không có cái viên nào mà em khấn riêng cho mấy chị đó, là em để riêng 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 riêng. Nếu như mà để riêng là nhiêu đây không đủ đó. Còn mấy chị cọc 2 triệu rồi 3 triệu rồi thì mấy chị đó là sẽ lấy từ từ, sẽ lấy. Tại vì em giữ cho mấy chị 1 tháng lận, em giữ cho mấy chị 1 tháng lận nha. 3 viên mấy chị nào mà có muốn thỉnh 3 viên 4 triệu á thì comment cho em nha. Lúc ôm VIP rất là đẹp nha mấy chị nha. Khi mà mấy anh chị thỉnh á, viên lúc ôm này em sẽ kèm cái câu chú của thầy cho mấy anh chị đó, để mà về mà mình đeo đeo cho em như nào mấy chị, đeo cho em như thế này đó. Khi nào mà mấy chị xin số nha, xin số đeo lên cho các ông nha, đeo lên cho các ông giùm em đó. Mà cái viên lúc ôm này nè 4 triệu, mấy chị nào mà lấy cọc giùm em phân nửa nha. Lấy lúc ôm 4 triệu thì cọc giùm em phân nửa nha mấy chị nha. Lấy cọc 1 triệu cái bắt đầu bỏ nữa, dễ bỏ lắm, sao shop em nhiều người dễ bỏ lắm. Cọc 1 triệu bỏ như chơi trời, cọc 1 triệu cho số chơi cái bỏ. Lấy số không gài đủ tiền là bỏ, kiểu giống như là không thích đeo, không thích đeo đâu, chỉ là muốn vô lấy số chơi thôi, không thích đeo đâu. Thay vì đi mua số còn mấy trăm ngàn.
không gà lọc rút ôm của em á là ăn nó không gà là 4 ngày à, ăn 4 ngày thì ăn cũng được 3 ngày rồi đó. Một ngày tuy là ăn không nhiều, một ngày ăn một con nhưng mà mấy anh chị có lời rồi đúng không? Một ngày cứ ăn một con, tại lọc Bắc mà, lọc miền Bắc mà. Hôm qua thì ăn con 71, bữa nay thì ăn con 50, bữa trước thì ăn con 79. Bữa trước thì ăn con 79, có bữa trước nữa thì gãy. Nhưng mà hổng gà 3 ngày liên tục là ăn rồi. Hổng gà ăn thông 3 ngày liên tục. Bữa trước con 79, đó, ngày hôm qua là con 71, bữa nay là ăn con 50. Đó, lọc lúc ôm, mỗi một ngày ăn một con nhẹ 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 nhàng như vậy thôi là mấy chị có tiền cũng rỉnh, ngày nào cũng có rồi đúng không? Đó, mấy chị nào mà có thỉnh lúc ôm á thì em cho mình vô nhóm lọc lúc ôm hết nha, vô nhóm lọc lúc ôm mình chơi đó. Còn mấy chị nào á mà không gà em cũng có nói đó, mấy chị nào mà à, nhiều khi á, nhiều khi gãy do nhiều khi trong trong nhóm có nhiều người xui quá, trong nhóm có nhiều người xui quá đó. Bởi vì em nói mấy anh chị nào mà thật sự muốn rước lúc ôm về nhanh á, đi ra ngoài xin lọc riêng của em đưa số đánh chơi nhanh rước lúc ôm về, nhưng mà phải nhanh rước nha, đánh có lọc cái là phải chuyển thêm cọc thêm cọc thêm như vậy á mới có mà theo kiểu mà mình góp á mấy chị, theo kiểu mà mình góp từ từ á, thì mới có tiền mà thỉnh lúc ôm về. Có nhiều người để hoài đó, góp chứ, để ngày này qua ngày nọ giống góp ngàn não chứ, để chơi vậy đó. Thay vì mình có lọc thì mình cứ góp từ 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 đi. Có nhiều người á, thì thỉnh lúc ôm nhưng mà không có muốn vô nhóm, muốn ở ngoài. Ở ngoài thì càng dễ nữa nha, ở ngoài càng dễ đó. Ở ngoài á, thì cứ gắt chiều tới một cái là à, Út ơi bữa nay con gì đẹp là em hiểu rồi, hoặc là hello cái là em hiểu rồi, em gửi lọc cho chơi lấy nhanh rước lúc ôm về. Có nhiều người, có nhiều bạn trong nhóm nó xui muốn chết luôn vậy. Không, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha, chia sẻ bài giùm em nha mọi người nha. Trời ơi sao mà cái giờ này là ít ít dữ lắm luôn. Giờ này mấy chị biết sao không, mấy chị vô mấy cái shop mà mấy shop khác hết rồi, mấy cái shop khác mà mấy cái shop mà bán lâu năm hết rồi, còn em mới mọc lên mấy chị không thích hay sao á, mấy chị không có xem gì trơn á. Ban ngày em thấy xem đông rồi, ban ngày em thấy chị em mới like xem đông, mà giáp tối á mấy chị biết sao đó, mùa này mùa dịch cũng đâu có đi chơi bời gì được đâu, ở nhà xem like cho mấy chị, mấy chị cũng không xem. Chia sẻ giùm em nha, chia sẻ cho đông đông lên đi mấy chị. Đầu like vô là em có chuyện buồn rồi nha, đầu like vô là có chuyện buồn rồi đó. Mấy chị chia sẻ vô đi để cho đông đông vô một tí cho nó vui nhà vui cửa lại, đầu like là có chuyện buồn rồi nha. Em có 3 viên lúc ôm khách bỏ cọc nha, mấy chị nào mà có thỉnh thì hú em bỏ cọc 1 triệu, em sẽ trừ cho mấy anh chị 1 triệu, bỏ 1 triệu trừ 1 triệu ra đó, bỏ 1 triệu em sẽ trừ 1 triệu ra còn 4 triệu nha. Nó còn sau này nha, sau này nha, sau này mà mấy anh chị nào á mà không rước lúc ôm nữa nha, em tặng lúc ôm cho các ông VIP luôn, tặng cho các ông VIP luôn, cho các ông VIP đeo nhan nụ và nhan đá số, gửi mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy em, từ từ giùm em nha anh ơi. Lúc này dịch thêm rồi, lúc này á, là dịch thêm rồi cho nên là hơi chậm. Nhiều khi á có nhiều chị á, hối hối em hối hàng em cũng không biết sao, giờ cũng không biết sao. Nha mấy chị đừng có hối em, tội nghiệp em, tại vì em cũng không biết sao nữa. Mấy anh chị chia sẻ bài giùm em đi,
vô like chia sẻ bài giùm em nha. Em đang xem hả? Sao em đang xem sao? Có nhiều chị á là hỏi em á, hỏi em quá trời luôn, hỏi em á là cho chị vô nhóm đi em, cho chị vô nhóm đi em, nhưng mà em kêu á là thỉnh ủng hộ em máu gì đó đi rồi em cho mình vô nhóm, khỏi xin nín thinh. Nín thinh mấy chị nha, mấy chị thỉnh ra một món thôi em cũng cho nè. Đây đa số quyết ngãi nha, mấy chị nào mà thỉnh đa số, đây là đa số VIP nha, đa số VIP gõ cực gõ nét cực nét luôn đó. 10 viên 100 ngàn, 10 viên 100 ngàn, ship từ 20 viên nha. Đá số này cực kỳ nét luôn, cực kỳ gõ luôn nha. Đó, đá số này là đá số VIP nha mấy chị nha. Ai thỉnh đá số này 10 viên 100 ngàn. Đó, em ship từ 20 viên nha mấy chị nha. Ship từ 20 viên. Còn còn đá số nhị ga phong em đang sale là 150 ngàn 20 viên nha mấy chị nha. Đó, thỉnh đá số thôi em cũng cho vô nhóm nữa. Có nhiều quá, có nhiều người hả xin á, thấy ham luôn nha, xin năn nỉ thấy ham luôn, nó kêu thỉnh đi, thỉnh một món gì đó thôi người ta cho vô, thỉnh một món gì đó thôi người ta cho vô nhóm lọc hữu duyên chơi, đâu có gì đâu, không chịu thỉnh, không thích thỉnh đồ, không thích thử đồ, chỉ thích vô nhóm thôi nha. Đa số VIP nha, đa số quyết ngãi, đốt sơ đốt lên là chúng nha mấy chị nha. 20 viên 200 ngàn, 10 viên 100 ngàn. Em ship từ 20 viên nha. Mấy chị nào mua đá số thì nhắn cho em. Hôm qua mấy chị hỏi nước qua em về chưa đó, em có rồi đó. Mấy chị nào hôm qua hỏi đó, bữa nay chắc chưa vô like đó. Mấy chị đợi cuối like gần mà cái giờ mà em sắp đi ngủ rồi đó, kia nọ đó, mấy chị mới vô. Còn giờ mà sớm sớm cả 9 giờ 10 giờ mấy chị mới vô. Đợi em đi ngủ mới vô mà. Mạng bị gì trời, chia sẻ giùm em nha mấy chị nha, mấy chị vô rồi mấy chị ra. Vô rồi ra, vô rồi ra. Chia sẻ giùm em đi mấy chị nha, chia sẻ đi, chia sẻ đông đông lên bữa nay nha, bữa nay chia sẻ đông lên, đủ lượt chia sẻ nha. Bữa nay mấy chị cố gắng chia sẻ giùm em 300 lượt chia sẻ đi, rồi em lên lọc cho mấy chị chơi, còn không tối em không lên lọc luôn. Thiệt, bữa nay nói thiệt chứ không phải nói chơi, bữa nay em nói thiệt chứ không phải nói cải lương nha. Ngày nào em cũng xin số trơn á, ngày nào em cũng xin số cho mấy chị trơn á, mà mấy chị chơi số không mà không chịu chia sẻ. Chia sẻ bữa nay đủ lượt chia sẻ, 300 lượt chia sẻ rồi em mới cho số nghe. Chia sẻ ghét rồi phát hờn luôn, không chia sẻ gì trơn á. Chia sẻ đi mọi người nha. Ai có muốn em tư vấn cái gì thì cứ comment lên đi, em tư vấn cho. Mấy chị có muốn tư vấn gì thì comment lên tư vấn cho nghe. Mấy chị nào mà có muốn ước cái gì đó thì em còn được mấy hộp ước nè mấy chị nha. Em còn mấy hộp ước nè, mấy chị nào mà có mấy hộp ước này nha, là hộp ước Phật. Đó, mấy chị đem hộp ước này về
đó. Mấy chị nào mà nhà có thờ các ông, thờ các bé, cứ để gần các ông và các bé nha. Mỗi ngày mình cứ ghi một điều ước vô đây nha, mình bỏ vô đây. Mỗi ngày mình ghi một điều ước vô đây, xong rồi mình bỏ, mình ước mình bỏ vô đây nha, rồi mình cầu nguyện theo tâm đó. Nhiều khi mình ước, có thể là mình ước là mình được trúng số. Đó là cái mà thiết thực nhất là mỗi ngày của mấy chị mà đam mê chơi số nha. Còn không thì mình ước là mình ước mình có được cái nhà đẹp mình ở đó, mình ước được có một chiếc xe hơi mình ở, hay này kia nọ gì đó. Sao Út không lấy đá số quyết cho chị hả? Ngày nay chị có nhận đá số, sao Út không cho chị vô nhóm giới? Mấy chị nào mà nhận đồ rồi chụp hình lại gửi qua cho em nha, em mới biết chứ em có biết chị có nhận được hay chưa. Chị nào nhận đồ bên em rồi chụp hình gửi qua cho em mới biết là ai. Không thôi có biết ai là ai, đúng không? Còn có một cái chị hôm bữa liên gì đó. Chị này em nhớ rồi nha, em nhớ rồi. Bữa nay chị vô chị hỏi em sao không lấy đá số quyết cho chị. Hôm bữa em có nói đá số quyết 10 viên 100 ngàn. Đó, hôm bữa không phải là em nói 10 viên 100 ngàn, em nói 10 viên 90 ngàn. Tại vì lúc đó là chế em đang like mà em nghe lộn. Em nghe lộn 100 ngàn với 90 ngàn. Em nói thôi vậy thôi lấy cái rẻ thôi, lấy đá gì cao phong đi. 20 viên 150 ngàn. Trời đất ơi, lúc đó em cũng có nói rồi, sao giờ lên bắt bẻ em trời. Nói chứ chị lấy đá số nào thì em lấy đá số đó cho chị thôi. Kêu em lấy loại ghẻ, em lấy loại ghẻ. Bây giờ lên bán vốn em sao không lấy lá số quý cho chị? Là sao? Rồi mấy chị nào mà có nhận đồ của em rồi thì chụp hình lại gửi cho em coi. Em đưa vô nhóm nha. Mấy chị nào mà hôm nay đã đốt nến á, là ngày mai em sẽ cho mình vô nhóm hết nha. Bữa nay nè có rất là nhiều chị á, là đốt qua có nha chị nha, đa số VIP 2 số 100 ngàn 10 viên nha chị nha. Đá số này là đá số cực VIP nha, mấy chị đốt lên chắc ăn là sẽ ra số nha, kết hợp với các ông nhà mình nữa là sẽ ra số nha. Tại vì đá số này là đá số là quyết ngải nha. Quyết ngải thì có thầy sư chú vô đây hết rồi, cho nên đá số này rất là linh. Thêm một phần á, các ông của mình á, kết hợp với các ông của mình nữa là sẽ giúp mình trúng số nha. Số rất là rõ, rất là nét luôn. Đẹp lắm, đẹp luôn. 100 viên một một 10 viên 100 ngàn nha. 10 viên 100 ngàn. Đó, bữa nay là ngày mùng 1, có rất là nhiều anh chị là đốt nến nha, đốt nến về ca phong và đốt nến nến ra hũ. Nến ra hũ là nến xả xui đó mấy chị đó. Thì bữa nay em đốt nhiều lắm, ngày mai thì em sẽ cho mấy anh chị đó thì vô cái nhóm lọc đó. Mấy chị nào mà muốn vô nhóm lọc nến đó thì cũng đốt giúp em một cây nến nha. Nến về ca phong nè, nến về ca phong là mình đốt là mình xin lọc lô số nha, mình xin lọc tài lô số để cho mình chơi lô số nó may mắn hơn là nến nhị cao phong. Còn nến ra hũ á, để mình xả xui nha, xả xui chiêu cài kích lộc. Đây đây có một cái lá gian ra hũ luôn nha, cái lá gian ra hũ này luôn. Em sẽ em đốt luôn cái lá cho chị mấy chị, nhưng mà đốt một khúc thôi, không có đốt hết nó, tại vì cái giải mà. Còn á, cái cây nến này nè, nó là có thần ra hũ nè, ở trên đây là có thần chim Sarika nha. Đó, chim Sarika là độ trợ tài lộc cho mình. Đã sắp tới đây là em sẽ thỉnh cái ông thần chim Sarika về để gieo duyên cho mấy anh chị nữa. Đó, có rất là nhiều chị á, là thỉnh đồ á, là hình như là trên cái bàn thờ tổ ha, là trên bàn thờ tổ là theo giống như là y chang thỉnh cái bàn là y chang như là bàn thờ tổ của em luôn. Có rất là nhiều vị thần nha, thần ra hũ rồi thần rắn rồi thần chim nhiều lắm, có nhiều tín tín ngưỡng thờ thôi chứ không có buôn bán gì về tâm linh hết. Nhưng mà mấy anh chị đó thờ thờ rất là nhiều vị thần, rất là tốt nha. Mấy chị nào mà nhà mà thờ rất là nhiều nhiều vị thần vậy đó là tốt lắm.
thần thần chim nè, thêm chim silica nè, thần voi nè đó, thần voi nè, thần rắn rất là tốt. Amulet gì mới hả? Amulet thì thường em ít có khi mà nào gieo duyên amulet lắm. Em là chủ yếu là em gieo duyên mà các ông tượng thần nó độ trợ cho mình kinh doanh mua bán này thôi, chứ ít có khi nào mà em gieo duyên nhiều cái mấy cái outlet nha chị. Nhang, em có nhang nha, nhang trầm đó, trầm trầm này là trầm trầm hay trầm trầm sư tử nha mấy chị nha. Đây là trầm trầm tẩy uế, trầm này là đặc biệt dành cho mấy anh chị mà bán nhà nhà mà buôn bán kinh doanh đồ này kia đó đó. Trầm này là trầm tẩy uế nè, trầm là trừ tà nè đó, trầm tránh phong long đó, đốt để mà tẩy uế nè đó, tránh những cái phong long phong lá mà những người khách mà đi vô tới trong cửa hàng mình đồ này nọ đó, đốt cái trầm này rất là tốt nha. Mấy chị nào mà sang sang á nha, ngại đốt viên thôi là sáng mình mở cửa hàng ra, mình dọn dẹp xong, mình lau nhà xong xong rồi mình cúng kiến, mình đốt một cái viên trầm này lên rất là tốt nha mấy chị nha. Đa số bên Úc xin lọc các ông, trời ơi, đa số là mình xin lọc các ông nào cũng được hết nha mấy chị nha. Đa số xin lọc các ông nào cũng được hết chứ đâu có phân biệt á. Ừ là đá, chị thỉnh cái ông của shop em, chị phải mua đá số của shop em, chị xin số mới ra đâu đó. Đa số là mình xin ông nào cũng được hết, chủ yếu là ông đó có cho đi bắt cái con số đó cho mình hay không thôi nha, chứ không phải là ừ cái đá số đó là thỉnh ông bên kia qua bên này mua cho nên là không không ra số, không phải vậy. Đa số nào mấy anh chị đốt cũng xin cũng được hết, chủ yếu là quan trọng là các ông có đi lấy số cho mình được hay không thôi. Chào Nguyễn Thị Khoa nha, mấy chị nào mà nhà có kinh doanh mua bán gì đó mấy chị đó, thỉnh một cái hộp, thỉnh một hộp trầm như thế này về nha, đốt tẩy uế trong gia đình mình thơm cực kỳ thơm luôn nha, thơm dữ lắm mấy chị. Mở bọc ra vậy thôi em chưa có khui nữa mà bọc người ta ấy như vậy rồi, vậy thôi là đã thơm rồi nha, thơm dữ lắm luôn. Trầm sư tử một hộp như thế này là 190.000 nha, 190.000. Nhà mấy chị này mà có thờ các ông rồi đó nha, mình có thể đốt cho mẹ Quan Âm nè, đốt cho ông thần tài thổ địa đó, rồi đốt cho các ông tượng thần rồi này kia nọ, mình đốt cái nhang này rất là tốt luôn nha, thơm dữ lắm, thơm đẹp không mấy chị nha. Mấy chị nào mà có thỉnh thỉnh một món một thôi em cho vô nhóm lọc rồi nha, nhóm lọc hổm ngày ngày nào cũng ăn nha, nhóm lọc hữu duyên là nhóm lọc nến ngày nào cũng ăn hết. Có nhiều người đòi vô nhóm, có nhiều người hỏi giờ sao mới được vô nhóm đó, thỉnh đồ thỉnh một món một thôi là em đã cho vô nhóm rồi, thỉnh món nào cũng được hết nha. Còn không thì mình thỉnh trầm 2 bịch 180.000, một bịch 90.000 nha. Trầm này là trầm nụ, trầm 100 viên, ngày nào em cũng đốt cho các ông hết nha. Trầm này nè, trầm này là ngày nào em cũng đốt cho các ông hết đó, em đốt cho mấy ông nào mà em xin số á, cứ tầm mà chưa chưa mà sắp tới giờ mà tầm 3 rưỡi 4 giờ đó sắp xổ số rồi đó là em sẽ đốt cho các ông, đốt cho các ông 3 viên nè, cho ông hưởng nhang khói này, các ông rất là thích hửi nhang nha. Mấy chị thờ tâm linh á, có nhiều người á em thấy thờ tâm linh mà ngộ lắm, thờ tâm linh mà giống như là để một bức tượng phong thủy vậy thôi chứ không có muốn mà thắp nhang hay thờ cúng gì hết. Là có rất là nhiều chị á là thờ lén không đốt nhang, nhưng mà nếu như mà mấy anh chị nào mà có thờ lén á thì cũng phải cố gắng đốt chầm giùm em nha, đốt chầm nha, đốt chầm thay nhang để cho các ông hưởng được những cái nhang khói đó mấy chị. Thà là mấy chị không cho các ông ăn gì hết nha, không cho các ông ăn gì hết cũng được nữa, nhưng mà cái chầm với cái nhang
mấy chị bắt buộc phải phải đốt cho các ông, tại vì người ta là người âm mà mấy chị. Người âm thì mấy cái này là người ta cần dữ lắm, cần nha, người âm á. Cho nên là mấy anh chị nếu như mà ai mà có thờ ông á, thờ các ông hoặc là các bé hay này kia á, bé thì á, mình á, nhiều khi á, mình không có cần mà ngày nào cũng dâng lên các bé cuman, mình ngày nào mình cũng dâng lên, ừ con ăn cái này đi, con ăn cái kia vậy, không bắt buộc như vậy đâu. Mình cứ để nó cho nó nha, mình mua sữa hoặc sữa tin hay gì đó đó, mình cứ để đó, để cứ dặn nó chừng nào mà con đói thì con khát hay là con muốn ăn thì con cứ lại con ăn đó, thì dặn nó, trừ khi là nó giỏi nè, nó cho mình lọc nè, mình xin lọc nó đi bắt số cho mình giỏi nè, thì mình mua cái này mua cái kia mình cúng cho nó ăn, cái đó là gọi là thưởng cho các bé đó. Nhưng mà bắt buộc nha mấy chị, nhang khói nè và môn sản là mấy anh chị phải cho bé thường xuyên lên nha. Lâu lâu thì mấy anh chị nếu như mà mấy mấy chị nào á mà nha, các bé cuman thà là ừ bây giờ nè con bắt số cho mẹ nè, con bắt số cho ba nè, được ba sẽ thưởng cho con một lọ môn sản nha. Hoặc là nếu như mà mình có cho nó hai sự lựa chọn, một là môn sản, hai là một mâm đồ ăn, nhóc đồ ăn hết luôn. Nếu như mà nó được chọn là nó sẽ chọn môn sản đó mấy chị nha, các bé cô mang rất là thích môn sản đó. Mấy chị nào mà con nhà mình á mà theo kiểu mà yếu rồi đó, mấy chị thỉnh môn sản nha, thỉnh môn sản cho nó đeo vô, thỉnh môn sản cho nó đeo vô là mấy chị sẽ thấy khác liền à. Em đảm bảo với mấy chị luôn, thỉnh môn sản cho bé đeo vô là sẽ thấy khác liền. Các bé nó thích môn sản lắm. Môn sản nói chung là môn sản thì mấy chị thỉnh ở đâu cũng được, shop nào cũng được, môn sản nào cũng được, nhưng mà nha, nhưng mà miễn là môn sản là tụi nó thích. Nhưng mà mấy anh chị cũng đừng có ham rẻ quá. Em thấy có nhiều lọ dầu, lọ môn sản em thấy người ta bán có 80-90 nghìn một lọ à. Em không biết là như thế nào, nhưng mà đa số là có nhiều chị á nha, có rất là nhiều chị nói với em chị đem mua sản cho nó, chị thấy cũng như vậy à, có cái gì đâu. Tại vì nhiều khi mua sản rẻ quá, toàn là bột không à mấy chị nha, chứ thật sự á mà xương á, nếu thật sự mà xương á thì rất là mắc, mắc lắm, cục cục nha, có thiệt luôn á nha mấy chị, là cục cục luôn, rất là mắc. Mua sản bên em có mấy loại lận nha, em lấy vô đó mấy chị nào á mà con nhà mình mà có yếu quá thì thỉnh môn sản đeo cho nó. Đây một lọ này 450 ngàn nha, lọ này 450 ngàn, môn sản phép đen của thầy Ton nha, môn sản phép đen của thầy Ton. Còn loại này, cặp này 600, cặp này 600, phép đen của thầy Gavin nha, cặp này 600 đó. Nha, hai loại này là hai loại phép đen rất là mạnh. Không, em không có loại xương cục đó, em sợ lắm. Tại vì em không có, em không có giao duyên cái đó, em hơi sợ. Em không có cục cục đó. Đây, em còn lọ này nữa nha. Em còn lọ này nữa, 500 ngàn một lọ. 500 ngàn một lọ nha. À, môn sản kèm dầu tăng sức mạnh luôn. Đây môn sản kèm dầu tăng sức mạnh luôn, một lọ như thế này là 500 nha. Mình ham rẻ mua hai hũ 250 về đeo không có tác dụng gì, đành phải bỏ để mà mua môn sản bên Úc đeo đó. Chỉ đó là chị thỉnh môn sản 450 này thôi đó mấy chị nha. Chị nhỏ bé đó là chị thỉnh môn sản chỉ có 450 thôi đó. Về nha, về con cho lọc trúng được 10 triệu, thưởng cho con một môn sản đeo lên cho con, xong rồi xin lọc, con cho lọc trúng được 10 triệu. Ok chị nha. Đó mấy chị thấy rõ ràng không? Đó, mình đừng có ham rẻ mấy chị, đừng có ham rẻ. Đó, cái nào cũng có cái giá của nó hết trơn á nha.
bất kỳ một cái món nào mà tại sao lại 1 triệu, 2 triệu, 200, 300, rồi tại sao những có vật phẩm tâm linh nó là 3, 4 triệu, 5, 6 triệu. Đó, giống như Duyên Lúc Ôm cũng vậy nha. Duyên Lúc Ôm cũng vậy, có một số shop nó bán chỉ có 499 ngàn thôi. Đó, có nhiều shop bán 1,5 triệu, 5, 600 rồi nọ. Nói chung á là tùy nha, tùy theo cái chất liệu sản phẩm, với lại tùy theo thầy nữa nha mấy chị nha, tùy theo thầy nữa. Đây toàn là môn sản xương mà chị, đây là môn sản xương hết mà, nhưng mà được xay ra nha. Còn mà cái loại xương nguyên một cục luôn á thì em không dám, em không dám. Nhưng mà loại này là xương, nhưng mà sư xay ra hết rồi, không có để nguyên một cục, nhìn gớm lắm. Em đâu có dám lấy mấy cái đó về nha, vì lại lấy mấy cái gì bị bắt chết, bị bắt chết. Làm sao dám, nó nhỏ nghe thôi, bắt chết nha. Đây xay ra hết rồi nha, mình nhiều khi mình không có dám nói trên livestream nhiều. Mấy anh chị nào á, mấy mấy anh chị nào á mà ấy á, thì ra ngoài em tư vấn riêng cho nha, đừng hỏi em, đừng có ác ý hỏi em trên livestream, tội nghiệp em. Đừng có ác ý hỏi em trên livestream nha mấy chị nha. Ai đều chớ nào ngồi da nhất chết vậy á. Còn mấy chị nào có thỉnh mua sản nào thì nhắn cho em nha. 450 ngàn của thầy Ton. Còn thầy này 500 là của thầy Gavin nha. 500 của thầy Gavin. Rồi mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị nha. Hôm bữa đeo cho bé mà chịu không nổi luôn, đau cả đầu, môn sản đỉnh lắm luôn. Đúng rồi, môn sản này rất là mạnh nha, môn sản phích đen mạnh lắm đó. Mấy chị nào mà có muốn thỉnh, mà muốn mà cho các bé nó mạnh lên á thì nhắn em gửi môn sản cho tụi nhỏ nó đeo vô nha. Các bé búp bê rất là thích môn sản nha mấy chị đó. Ai mà cứ nuôi con thì mình cứ tặng con môn sản, con tụi nhỏ nó phái lắm, phái cực kỳ phái luôn nha. Chia sẻ giùm em đi mấy chị nha, chia sẻ đi, mọi người giúp em chia sẻ nha. Đây nè, em có loại môn sản này nè, 250 ngàn. Môn sản này thì loại bột phép trắng nha, 250 ngàn loại môn sản này đó. Tùy theo loại à mấy chị ơi, mấy chị nào muốn rẻ cũng có nha, rẻ cũng có. Môn sản này là theo cũng môn sản bột, không có xương nha, không có xương. Nông sản bột rẻ, thôi chia sẻ giùm em đi mấy chị ơi. Mấy chị nào đang trên live chia sẻ bài giùm em nha, chia sẻ bài cho mấy chị. Ai mà xui quá nè, nè em chị mấy chị là ai mà xui quá mua gói tắm xả xui về tắm nha. Ai mà xui quá mà không muốn đốt nến á thì mua gói tắm xả xui nha. Đây trong bịch lớn như thế này có 3 cái gói nhỏ nha, trong một cái gói lớn có 3 gói nhỏ như thế này đó. Thì mình lấy nha, mỗi ngày mỗi buổi sáng tắm được 3 ngày nha. Sáng là mình lấy cái gói này mình nấu một nồi nước, nồi nước vừa phải thôi nha, đừng lấy nhiều quá, nồi nước vừa phải thôi mình bỏ vô nha. Bỏ vô xong rồi bắt đầu mình nấu cho sôi lên để những cái chất trong những cái hoa ngải này nè mấy chị nha, chất trong những cái hoa ngải này nó ra. Xong rồi mình lấy cái nước, mình vớt cái này ra, mình lấy cái nước đó mình tắm nha. Tắm xối từ trên đầu xối xuống cho em, xối từ trên đầu xối xuống, xối xả xuôi nha mấy chị nha. Đó mấy chị, xối xả xuôi 3 ngày nha, tắm 3 ngày liên tục đó. Một ngày mỗi buổi sáng tắm một gói nè, thơm lắm. Em cầm cái gì thôi thơm nè. Ở trong đây thành phần toàn bộ 100% là toàn là hoa ngải hết nha. Hoa ngải
đó, những cái thành phần qua ngải để mà mình tắm mình xả xui nha mấy chị. Ai mà xui quá thỉnh cái này về một gói như thế này 190.000 nha, 190.000 rồi mình tắm được 3 lần, tắm được 3 lần mỗi sáng. Mình tắm thì sáng nào thì mấy chị sáng nào cũng tắm mà đúng không, sáng thức dậy đánh răng rửa mặt xong mình cũng phải tắm đó. Thì mình nấu cái nước này nè, mình chịu khó chút xíu, mình xui quá thì mình phải chịu đó, mình nấu nước lên mình tắm, tắm cho hết xui đi mấy chị. Có nhiều chị hả xui quá, có nhiều chị xui dữ lắm, xui luôn. À, tại sao mà người ta chơi số trúng mà mình chơi số không trúng? Có nhiều người xui thiệt, em đang đưa số cho người ta trúng cơi cời vậy ai cũng trúng chứ nha. Bữa nay có rất là nhiều người trúng số, trúng lọc bên shop em, nhưng mà có hai người gãy nha, xui quá. Tại sao mà đưa số tự nhiên cái sao mà không đưa mấy con số trúng cho mấy người kia, cho người này luôn đi, mà sao tự nhiên cái đưa 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 số cho người này lại thua nha. Bữa nay em đưa gãy con số 1441 với con 4884, mấy anh chị mời chơi lại con 4884 mời ra. Cái chị nào á mà bữa nay mà em đưa số con 4884 á nha, bữa nay không ra mời ra đó mấy chị. Tại vì thường á lọc ông nha, là xin là bữa nay mà lỡ được chọc nè mời ra, nhiều khi bắt không kịp. Ừ, nhiều khi bắt không kịp. Bữa nay là em có cho một người con 4884 đó, xong chiều vô khóc với em, chiều vô khóc với em rồi xin lọc hữu duyên. Thì nói chung là em khi mà em cho mấy chị lọc em đâu muốn mấy chị thua đâu đó, nhưng mà do mình, cái tài mình bữa nay nó không có thì thua. Thôi mai chơi lại gì đâu khóc nha, chơi số mà khóc em nói mấy người mà chơi số mà khóc là kỳ lắm nha. Chấp nhận chơi chấp nhận chịu có đâu khóc đúng không, chấp nhận chơi chấp nhận chịu chứ, chơi mà nếu như mà chơi mà khóc đừng chơi là không khóc. Giống như em mình hôm bữa em có chơi 2 lần, giống như kiểu em là cuộc đời của em không ai cho em chơi số, em chơi 2 ngày không ra, qua ngày sau mới ra. Bữa đó em chơi là gãy đó, qua bữa sau nó mới ra cái con số đó. Chia sẻ giùm em nha mấy chị nha, mấy chị đang xem like của em chia sẻ đi mấy chị. Trời ơi không có chia sẻ gì hết trơn á. Chia sẻ đi nha, mấy chị đang trên like chia sẻ bài giùm em nha. Mười giờ gửi rồi đó, biết rồi, cái live stream nó buồn. Chia sẻ đi mọi người, chia sẻ để mai mình lấy lọc lớn nha, chia sẻ lần mai mình lấy lọc lớn chứ không ai chia sẻ gì trơn. Mọi người lười quá, mọi người vô sau mọi người à, sao vô livestream của em mọi người lười chia sẻ cho em quá vậy? Comment nói cho em nghe coi tại sao, lý do gì mà mọi người vô like của em mọi người lười, mọi người làm biếng chia sẻ cho em dữ vậy? Chia sẻ đi, chia sẻ lên trên hội nhóm nè đó. Nếu như mà mình chia sẻ lên trang cá nhân không được thì mình cứ chia sẻ lên hội nhóm nha, chỉ có một số người chia sẻ cho em thôi, còn rất là nhiều người không chia sẻ. Mấy anh chị nếu như mà chia sẻ lên trang cá nhân á thì người nhà mình thấy, bạn bè mình nhìn thấy, nhưng mà mấy anh chị chia sẻ lên những hội nhóm của bên bên cung an đồ này kia nha, bên tâm linh á, thế giới tâm linh nó không ai thấy mọi người đâu, bạn bè không có thấy đâu, trừ khi là mấy anh chị chia sẻ lên trên cá nhân, trang cá nhân người ta mới thấy thôi, chứ mọi người chia sẻ lên trên hội nhóm đâu ai thấy đâu. Chia sẻ đi, chia sẻ nhiều nhiều vô, tại vì có một số nhóm á là phải có quản trị viên Việt thì mới được. Mấy anh chị cứ chia sẻ vô nhiều hội nhóm lên á thì hội viên của quản trị viên của nhóm này nó không Việt thì quản trị viên của nhóm khác nó Việt
vậy đó. Dân chơi mình sợ mưa rơi hả? Dân chơi là không có được sợ mưa rơi nha, dầm mưa tắm mưa vẫn đi chơi. Có nhiều người khóc lắm, chúng thì im gu à nha, chúng thì im gu à, cái thua cái vô khóc rồi trời, chúng em ngu. Hôm bữa đó nha, hôm bữa đó em quê nhất cái vụ này, có rất là nhiều người á, chiều á là thường á thì chiều là em sẽ xin lộc bắc đó cho mấy chị nào mà muốn chơi mà chơi theo kiểu mà gửi lộc á, mấy chị gửi gửi lộc cúng tổ đâu này kia đó, thì có một chị đó vô gian xin đi ôi nha, là xin cái lộc của em để mà gửi tiền cúng tổ nha, xin cái lộc. Em nói rồi, em đã nhiều lần trên livestream là em nhắc mấy chị rồi, khi mà xin lộc em đừng có than giẫm cái, tại vì em đâu có giúp được mấy chị được cái gì đâu mà than chi. Trời ơi, than mà than rụng rúng luôn vậy, than 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 thiếu nợ, than thiếu nần, than tùm lum lá chứ. Em đã nhắc nhở rất là nhiều rồi, mai mốt em rút kinh nghiệm nha, những người nào mà vô mà xin lộc của em mà than á là em không cho, không bao giờ cho luôn đó. Than trời ơi, than rớt mồng tơi luôn, than thiếu nợ mấy trăm triệu đồ này nọ nha mấy chị nha, than cái em bị mất lọc, chia sẻ đi rồi em cho lọc hữu duyên nha, chia sẻ em cho lọc hữu duyên. Than là em giống như là em á, là em bị kỵ, em bị kỵ lọc gửi 150, 250, 350 gửi cái lẻ nè, nhưng mà em kỵ cái vụ mà than á nha. Em kỹ nhất là ai mà vô xin lộc, Út ơi cho em xin lộc đi, em khổ quá, em thiếu nợ, em chơi số em thiếu mấy trăm triệu đó, Út cho em xin lộc đi em gỡ nợ, chiều em trúng em gửi lộc em cúng tổ cho. Than chi vẫn biết nữa, tôi giúp được gì đâu than, không lẽ giờ tôi cho số trúng 200-300 triệu gỡ nợ được sao, tôi có thể làm được điều đó hay sao đó. Mấy chị nghĩ đi, mình chơi số mà mình đã chơi rồi mình gán chịu than chi. Mà em thấy nha, mấy người mà than là em thấy sao đâu á, than em nói rồi, trời ơi đừng có than. Là hôm bữa ra ha, là cái người đó than với em vậy là em không muốn cho lọc rồi đó, xong mới chiều vẫn xin em xin hoài luôn, rồi cái em nói thôi cho đại đi cho gãy. Em đã bị nhiều lần như vậy rồi, em nhìn thấy rất là nhiều lần như vậy rồi, xin thì cứ xin đi đừng có than. Còn mà cái chuyện á mà mình mở lời ra mình nói ừ xin có lộc chúng cúng tổ mình phải làm nha, mình đã nói là ừ Út ơi cho em lộc cúng, em có lộc em cúng tổ nha, cúng nhiêu cũng được, 100.000 cũng được, em đâu có đòi, tại vì mấy chị xin lộc nhưng em đâu có đòi, em đâu có đòi á, ừ là phải cho 500, cho 1 triệu, em đâu có đòi đâu, mấy chị tự nguyện có nhiêu cho nhiêu nha. Đó xong rồi cái bữa đó gãy, xong qua bữa sau xin nữa em cho nha, em cho chúng chúng ngay số đầu, nín thinh tới giờ luôn. Nín thinh tới giờ luôn, mai mốt vô xin lộc em nữa chắc em cho. Đó, chơi vậy đó. Rồi mấy chị ơi, hỏi sao mà không nợ không nần, đúng không? Dân chơi mà chơi theo kiểu chơi dơ mà đòi vô gì xin lộc trả nợ trả nần. Em là em nói thẳng luôn là em không có giúp được cái chuyện mà trả nợ trả nần rồi đó. Ví dụ như em cho lộc như vậy nè, lộc có đi lộc âm nha, mình có tâm mình trúng, còn không có gãy vậy thôi. Chứ em đâu có em chơi lộc của Út đi, Út hứa Út giúp em trả hết mớ nợ đó cho. Ngài cho lộc con số này á, là 500 triệu nha, phí trước nha đó. Em chưa giờ mà em nói mấy câu đó luôn á mấy chị đó, nhưng mà em người nào ấy đi vô hỏi Út có cho lộc riêng không thì có, hỏi lộc phí nhiêu nó thì cũng cho nhiều cho đó, cho lọc chúng gì đó muốn cho nhiều cho, em đâu có đòi. Không tin mấy chị bữa nào mấy chị thử hỏi đi,
Em đâu có bao giờ mà em đòi ừ lộc này nè 300 con, chơi hơn cũng chơi thôi, chưa bao giờ em nói mấy câu đó. Lộc tỳ tâm nha, lộc tỳ tâm, ai trúng nhiều cho nhiều, ai trúng ít cho ít, ai lỗ thôi. Mà chơi vô đựng than giùm cái nha, nhắc trên livestream nha mấy chị nha, vô đựng than giùm cái, tội nghiệp em lắm, đừng than thiếu nợ thiếu nần gì chân á. Rồi chia sẻ giùm em nha mấy chị nha, chia sẻ đi mấy chị nha. Bữa nay em cho lọc nè, bữa nay em cho lọc, em kết lọc miền Bắc cho mấy chị luôn. Bữa nay cái con số này em xin ông á, là em sẽ nhắc mấy chị chơi miền Nam với miền Trung thôi, còn miền Bắc em sẽ kết cái số khác cho mấy chị nha. Số Zalo của em ghi ở dưới. Đốt rồi nha mấy chị nào, bữa nay đốt nến nhắn tin cho em cái em gửi cái clip mà em quay em đốt nến cho. Mấy chị nào mà bữa nay đốt nến đó nhắn tin Zalo với em cái em gửi thôi, em quên này. Nha mấy chị nào hôm nay đốt nến, ngày mai em sẽ cho mình vô cái nhóm lọc. Cho mình vô cái nhóm lọc nến nha mấy chị nha. Đó, hàng ngày em sẽ cho mình số vô vô cái nhóm đó cho mình chơi nha, cho số mỗi ngày luôn. Ai đốt nến em cho vô nhóm lọc nến, ai mà thỉnh bất kỳ món nào bên em sẽ cho vô nhóm lọc hữu duyên mình chơi. Ai nhận được đồ của em rồi nha, ai mà thỉnh đồ của em, nhận được đồ xong rồi chụp lại ở quê chị nhận được rồi này kia nọ đó, rồi em thấy mình vô nhóm liền, quăng cái đùng liền. Nha, còn dạ bữa nay em đốt rồi, bữa nay mùng 1 mà phải gán tranh thủ đốt cho mấy chị chứ. Nha mấy chị nào mà bữa nay mà kêu em đốt nến đó, là bữa nay là ngày mùng 1, ngày đầu tháng đốt rất là tốt nha, em đốt cho mấy chị hết rồi. Đó, bắt đầu từ hôm nay nha, nếu như mà mấy anh chị nào mà có thỉnh ông bên shop em nha, các ông Tượng, thì em sẽ cho mình vô nhóm lọc miền Bắc của ông Tượng nha. Vô nhóm lọc miền Bắc. Chỉ miền Bắc thôi. Mình chỉ chơi miền Bắc thôi cho nó dễ nha, mình dễ mình kiếm tiền chứ nhiều khi cho ba miền cũng khó chơi. Đây nha ông này, ông siêu đại thần nha, 9.250 nghìn tuổi đây, ông này 4,5 triệu nha mấy chị nha. Hữu duyên ông này em gieo duyên cho mấy anh chị, ông này á là chuyên chuyên về đọc kinh giải nghiệp nha, đọc kinh giải nghiệp nè, độ trợ cho mình kinh doanh mua bán và lô số nha mấy chị nha. Đó mấy ông này đó, ai mà có hữu duyên thỉnh cái ông này về thờ đi mấy chị, hằng ngày các ông sẽ đọc kinh giải nghiệp cho mình để cho mình bớt đi cái nghiệp. Ai sống trên đời mà không có nghiệp đâu mấy chị nha, ai cũng dấn vô cái nghiệp hết, ai cũng dấn vô cái nghiệp trần gian hết. Cho nên nó là nhờ cái ông này đi mấy anh chị nha, mấy anh chị nhờ cái ông về nha, mỗi ngày thắp hương thờ cúng ông đàng hoàng, để ông trong nhà đó, ông đọc kinh giải nghiệp cho mấy anh chị nè. Đó, nhà nào mà có vong ma vong tà đồ này kia đó mấy chị nha, ông về ông đuổi đi hết, ông đuổi đi hết, đảm bảo với mấy anh chị luôn, các ông này ông đuổi vong gió rất là giỏi, mấy ông này đuổi vong rất là giỏi luôn. Cho nên là mấy chị nào mà nhà mà theo kiểu mà con nít đồ khóc đêm nữa này kia ha, đó dính liền nít khóc đêm nè, rồi mà nhà mà hay theo kiểu mà nhắc tối mà hay có tiếng động lạ đâu này kia đó đó ha, là các ông này các ông sẽ trừ tà ma cho mấy chị rất là giỏi luôn nha. Mấy chị nào mà có điều kiện á thì mình thỉnh các ông mà lớn tuổi nha, các ông mà lớn tuổi á thì các ông sẽ đọc kinh giỏi nha. Còn mà mấy anh chị nào mà chưa có điều kiện thì mình thỉnh các ông này chỉ có 2,5 triệu thôi, em còn được ông này nha, em còn được ông này nè mấy chị nha, đây em còn được ông này nha. Mấy chị nào mà có duyên thỉnh ông này á, ông này chỉ có 2,5 triệu thôi, với em còn được mấy ông bị bơm á, bị bát đó mấy chị nha. Ai mà có đam mê mà thỉnh rước cái ông mà bị bát á nha, ai có đam mê rước cái ông bị bát thì mình rước cái ông nha. Bữa nay á là em xin xin một ông bị bát nha mấy chị nha, đây em bữa nay em xin lập ông
ông VIP vị bác nha. Mấy chị nào mà ngày mai á mà lộc mà trúng rực rỡ thì em sẽ đăng ông lên đó, ai hữu duyên rước ông thì em gieo duyên cho người đó với giá rẻ rẻ nhất quả đất này luôn nha, giá thấp nhất quả đất này luôn, tại vì ông bị bắt mấy chị, ông bị bắt nha, ông viết mà bị bắt. Nha mấy chị nào mà có muốn thỉnh mà có ông bị bắt á, mấy ông mình bị bắt tội nghiệp á, nhắn cho em còn mấy ông á, em còn mấy ông bị bắt tội nghiệp do là theo kiểu mà do hoàn cảnh gia đình của chị này là phải di dời đi nha, chị không ở chỗ đó được nữa đó, cho nên đó là chị gửi lại em để mà gieo duyên các ông tìm gia đình mới đó, tìm gia đình mới mà cầu cho các ông có một cái gia đình mới nha, thương các ông đó, thờ cúng ông đàng hoàng đạo này kia nọ đó. Thì các ông này thường nếu như mà đa số mà mấy chị nào mà có cái duyên mà thỉnh các ông bị bát á là thường mấy chị đó là rất là thương các ông, thích các ông lắm, cho nên là thỉnh mấy ông bị bát nha, thỉnh các ông bị bát về các ông độ rất là nhiều mấy chị. Hôm bữa là có chị kia là thỉnh ông bị bơm khác, bị khác bát khác nha, thỉnh ông bị bơm có nghĩa là ông đó là khách đặt nha, ông đó là khách đặt cọc lâu lắm lâu luôn, mà đặt cọc có 500.000 mà bỏ không rước ông, xong rồi cái để đây với em cũng mấy tháng trời, 4 5 tháng trời đó, xong rồi cái chị đó là cái chị ta, cái chị khách mà khó tính cực kỳ luôn. Em nói với chị ha, nếu như mà bả mà thỉnh ông đó về mà ổng không cho lọc nha, không chừng quay qua chửi em luôn thiệt. Nhưng mà hên nha, hên đó là thường đó là em giao duyên các ông bị bắt đó là 10 như 10 luôn, ông nào về cũng độ mạnh á, các ông mà bị bắt bị bơm rồi đó 10 ông như 10 luôn, ông nào cũng độ trợ rất là mạnh. Bởi vậy hả, mấy 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 chị này mà thỉnh các ông bị bơm về không ai cằn nhằn khinh nhử gì hết trơn á, độ rất là giỏi luôn, rồi thêm mà cho mấy chị đó cảm nhận rất là tốt, cảm nhận tốt lắm. Bởi vì có rất là nhiều người ha, là theo kiểu mà fan luôn, fan thỉnh các ông mà bị bơm bị bỏ đó mấy chị fan luôn nha, mấy chị chia sẻ giùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ giúp em đi, chia sẻ đi, gần tới giờ cho số rồi nè đó. Vì không đó mấy chị lên live không có chia sẻ gì trơn, trời với em lên live buồn quá, biết rồi lên live buồn muốn chết luôn vậy đó. Chia sẻ nha, chia sẻ đi, bữa nay em cho cái lọc miền Bắc riêng cho mấy chị chơi, cho trên live lọc miền Bắc riêng cho mấy chị chơi nha. Chia sẻ giùm em nhiều nhiều lên, đông đông lên nha. Với mấy chị mà trong nhóm lọc của Duyên á, mấy chị chơi số không mà, mấy chị tối khi mà em lên live á nha, khi mà em lên live cái mấy chị cũng không có vô chia sẻ bài giùm em gì hết trơn á, mà cứ tới giờ vô lấy lọc chơi vậy thôi à, chứ không có chịu khó. Hay gì à, em cho lọc cũng ra chứ đâu phải gãy đâu, em cho lọc cũng ra, nhưng mà thay vì tới giờ em live stream á thì đi coi shop khác ha, tới chừng mà chơi lọc á thì chơi lọc bên shop em, mà tới chừng mà chia sẻ thì cũng không chia sẻ giùm luôn, không biết không hiểu sao luôn á, không hiểu nổi không hiểu nổi mấy anh chị nghĩ như thế nào luôn á. Chơi lọc á thì chơi lọc em nha đó, tới chừng mà thua cái bắt đầu than hị 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 gì đó, than ha, than ghen gỉ gì đó, tới chừng thắng cái nín thinh, thắng nín thinh, mà tới chừng mà em live stream cũng không thấy người nào vô là chia sẻ bài, chỉ có một vài người thôi, em nói thiệt ở trên đây là chỉ có một hai người gì đó lên chia sẻ bài giùm em thôi, còn như trốn mất tiêu chân nha. Nhưng mà đăng số lên cái là coi quyết liệt luôn á, đăng số lên cái là coi quyết liệt luôn,
Còn mà bữa nào mà số không ra nhắn tin riêng, trời ơi, ghen, tại vì cái nhóm em chặn tin nhắn rồi. Cái nhóm hữu duyên á là mấy chị biết sao, em chặn cái tin nhắn lại, chặn cái tin lại cho mấy anh chị, theo kiểu có nhiều chị á ra nhắn tin riêng với em là phàn nàn là có nhiều người nói chuyện ở trên chảnh mệt quá nha, trúng số thì thôi mà thua cái nói chuyện nhây mắc mệt quá đó. Rồi cái mấy chị đó kêu em chặn cái tin nhắn lại đi, đừng cho bình luận nữa. Em thôi em cũng chặn luôn, không cho bình luận gì hết đó. Cứ tới giờ thì cứ đi vô lấy số chơi, tới giờ cứ lấy đi vô lấy số chơi, nhưng mà lấy số chơi trúng thì thôi lên like chia sẻ bài giùm em cái đi, không ém nhẹ em luôn, ém cứ nhắc luôn vậy. Bữa nào coi bói hô lên, coi bói một cái là trời súng lại coi bói không. Bữa nào em coi bói đầu like mới được. Nhà 11 nha, đầu like vô live stream coi bói. Coi bói thì tầm 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 15 phút à. Đầu live stream vô coi bói. Đó. Đầu live stream vô là em coi bói nha, ngày mai coi bói tôi đi ơi. Ngày mai coi bói con ơi. Thơm quá, xin chào thơm cho cô tiên thơm quá. Em mấy chị nào mà em có đá số hai số không em? Dạ có chị nha, đá số nhị cao phong, đá số nhị cao phong hai số 20 viên 150.000, đá số VIP 20 viên 200.000 nha. Em có hai loại nha, đá số nhị cao phong 20 viên 150.000, đá số huyết ngải 20 viên 200.000 nha. Mấy chị nào mà có muốn vô nhóm em chơi á, chơi Zalo á, thì mình thỉnh 20 viên đá số thôi, em cũng cho mình vô nhóm rồi nha, 20 viên đá số thôi. Còn ai mà lấy thỉnh nước hoa nha, bữa nay là nước hoa em về nè, đây là nước hoa hồ ly nha, nước hoa hồ ly độ trợ cho mình nè, lời ăn tiếng nói nè, viên buôn bán nè, thu hút khách hàng đồ này kia nọ đó, là mình sử dụng nước hoa hồ ly nha. Một chai như thế này 250.000 chai đó. Mình về mình có thể mình xịt cho mình xịt cho các ông, mình xịt cho các bé, thơm thơm lắm luôn mấy chị nha. Cái dầu thơm này thơm, nãy em xịt cho cô Tiên nè, nãy em xịt cho cô Tiên thơm phức rồi nè. Cô Tiên thơm phức rồi nè nha. Ai mà có thỉnh dầu thơm á thì chai 250.000 nha mấy chị, chai 250.000. Mấy chị chia sẻ đi, một lát em cho số miền Nam, miền Trung, miền Bắc, em cho mình thêm cặp số riêng nha. Lấy chị 20 viên đó, số 150.000 rồi, ok chị nha. Khóa tin nhắn khỏi mất lòng hả? Có nhiều người trên chảnh bình luận dữ lắm, có nhiều người à lên trên đó bình luận dữ lắm, nói chuyện phiền người khác á, cho nên là em chặn lại luôn cứ tới giờ. Nhưng mà một cái nhóm á mà nhiều khi á mình đi lên đó mình phát biểu mình nói chuyện bình thường á thì ok không có gì hết, nhưng mà có rất là nhiều người nói chuyện nhây lắm, nó hoài mất chuyện nhiều, nó hoài vậy đó đó. Rồi cái bắt đầu ảnh hưởng tới người khác, ví dụ như cái giờ mà xổ số hay đậu này kia thì mình nói vài câu thôi rồi thôi xong. Nó có nhiều người á cái giờ mà không liên quan gì chứ, 12 giờ trưa 9 10 giờ sáng cái bắt đầu nhắn tin chổng, rồi cái có khi á là 11 giờ đêm 10 giờ đêm nhắn tin, cái bắt đầu cái người ta đang ngủ ngủ với chồng, mà nhất là mấy bà mà kiểu mà chơi số mà chơi số mà à, chơi số mà chơi số lén á. Chơi số lén chồng á, trời ơi, sợ chồng gần chết. Ok chị Hồng Hồng Sương nha. Một chai dầu thơm hồ ly. Có nhiều bà mà chơi số mà sợ chồng á. Trời ơi sợ muốn chết luôn. Qua nhắn tin có nhiều người ha, đi vô trong nhóm nhắn tin chửi luôn.
Không có, mắc cười lắm. Không, bữa có anh chị kia vô nhóm nhắn tin chửi luôn, chửi mấy má không không có để cho người ta ngủ gì hết trơn á, mà cứ nhắn hoài. Nhắn nó ví dụ như mà có nhiều người á mà nhắn tin ngay cái giờ mà theo kiểu mà ngay cái giờ hành chánh thôi, là có nghĩa là ngay cái giờ mà xổ số đó thì mình nhắn chút vậy thôi cũng được rồi, không gì hết. Nhưng mà có nhiều người nhắn hoài luôn, rồi làm quen trên đó nữa, trời đất ơi, làm quen với nhau trên đó nữa, cũng nhắn tin. Nó thay vì mình làm quen á thì mình nhắn tin riêng đi, đúng không? Thay vì mình làm quen thì mình nhắn tin riêng đi. Không, không nhắn tin riêng đâu, nhắn tin trên nhóm luôn à. Xong rồi có mấy người mà hơi khó tính ta vô ta chửi. Hôm trước em cho số 43 về hoài luôn, miền Nam miền Bắc có em, hôm nay về miền Nam. Đúng rồi, bữa nay 43 nha. Bữa nay là em nói với chị á, là bữa nay á, là con 43 là em ưng dữ lắm luôn á. Nhưng mà số đã cho rồi, rồi cho lại kỳ lắm. Trừ khi á, là ông bắt trùng số thôi nha. Cái ông vàng đó đó mấy chị nha. Cái ông màu vàng, ông siêu thượng thần màu vàng hôm qua bắt số, ông bắt đài miền Nam nha. Xong rồi á lẹm qua bữa nay miền Bắc luôn, em biết ngay mà, em để ý biết ngay mà. Nó thế nào bữa nay con 4334 nó cũng rớt vô miền Bắc y pin luôn nha mấy anh chị. Ngày mai em chơi miền Bắc nè, chơi con số 1001, mai chơi miền Bắc nha, số 1001 mai ra chơi lô nha. Số vậy đó mấy chị, mà không may vô chia sẻ chứ gao muốn chết luôn, ngủ ngủ kêu gọi mấy chị ơi vô chia sẻ giùm em, không ai chia sẻ chứ. Rồi chia sẻ đi mấy chị, lên lọc nha, nghe chia sẻ lên lọc nha. Mấy chị nào mà hôm nay mà có ai mà muốn thỉnh cái ông tượng nhà em á nha, chưa bữa nay em chưa cho lọc nha. Bữa nay mà mấy anh chị nào mà muốn mà thỉnh cái ông tượng bên shop em á, là em sẽ cho mình số chơi, cho mình vô một cái nhóm nha. Cho mình sẽ vô, em sẽ tạo cho mấy anh chị những ai mà đã thỉnh cái ông tượng nha, cho mình vô cái nhóm, cho mình cái vô nhóm của cái ông tượng nha. Thỉnh cái ông về nè, cái ông độ cho mình nè, làm ăn nè, kinh doanh nè, mua bán nè, đó độ gì đâu số luôn đó. Rồi che chở cho mình nha, che chở cho mình khi mà mình đi xe đi cộ đồ này kia nọ đó, người ta che chở cho mình. Trong khi những cái rủi ro hàng ngày trong cuộc sống làm sao mà mình biết trước được mấy chị. Nên nhiều khi ông đi theo ông độ cho mình nha, một phần rất là tốt luôn, đâu ai biết trước được chuyện gì xảy ra. Giống như là đầu lai đó, thấy mấy chị thấy rõ ràng không, đầu lai là em nhận được một tin buồn đó, cô kia bị mắc Covid cô mất đó. Nhưng mà cô đó là em biết, cô đó xem bó hoài à. Cô đó xem bó hoài à nha. Nhưng mà lâu lắm rồi, từ cái lúc mà dịch ở chỗ em cách ly 2 tháng rưỡi, gần 3 tháng đó. Rồi cô đó là cô bói trước đó nữa, cô cứ hẹn em đó là chừng nào thầy qua cô bói cho cô nha, chừng nào thầy qua coi bói cho cô nha. Chưa kịp coi bói nữa phải đi rồi. Rồi chia sẻ lấy lọc nha mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người chia sẻ đi, em lên lọc nè, 11 giờ rồi nha, lên lọc đây mọi người, chia sẻ đi, lên lọc đi mọi người, chia sẻ thông tin lên lọc cho mấy cô nha. Em coi được bao nhiêu lượt chia sẻ? Mới có 229 lượt chia sẻ. Quá tài.
chia sẻ giùm em nha mấy chị nha, em lên lọc nha. Chia sẻ đi, mình chia sẻ đi mình mới có lọc nha. Chia sẻ để em ơi, mình mới có lọc. Ngày nào cũng kêu gọi đồng bào trên sơ ghiếc rồi mấy chị không chia sẻ, chị quên em rồi. Quên rồi nha, chia sẻ mạnh tay lên nha mọi người nha. Xin lọc ông miền Nam hả? Còn hồi nữa em sẽ cho mấy anh chị lóc con miền Bắc. Con miền Bắc này ngày mai là nghĩa là sẽ ra. Xịn thỉnh đá số xin lọc lấy hên hả chị nha. Đó, chị thỉnh thêm chai dầu thơm nữa đi nha. Chị đốt, chị xịt lên người cho nó thơm, cho nó may mắn, để mà mình sinh số nó mới hên nha. Nè mấy chị nữ nè, mấy chị nữ á, mình thỉnh chai nước hoa hồ ly gì nè nha. Thỉnh chai nước hoa hồ ly này đó, để về mình xịt, xịt cho quyến rũ nha, xịt cho mình ai lời ăn tiếng nói của mình hay hơn, xịt để cho mình may mắn hơn nha. Nước hoa thì đạo nào mình cũng sử dụng được hết nha mấy chị nha. Đạo nào mình cũng sử dụng được hết, chứ không phải là đạo công giáo, tôn giáo gì mình sử dụng không được. Chỉ đạo Phật xạo sự sử dụng mới được đâu nha. Một chai nước hoa này 250.000 250.000 một chai nước hoa thôi. Hôm mấy ngày trước là có nhiều người vô hỏi lắm, mà hôm nay sao em nói là chưa có, mà bữa nay có rồi thì mấy chị nó chưa vô. Rồi chia sẻ giùm em nha mọi người nha. Chia sẻ giúp em, giúp em chia sẻ đi. Một chai như thế này là 250.000, chia sẻ mạnh mạnh lên là em cho số nè. Có số rồi, đợi mấy anh chị chia sẻ cho đông đông lên chút rồi lên số nha. Ship chắc khoảng tầm 30.000 à chị. 30 đến 35.000 à nha. Ship tầm 30 đến 35.000. Ba mươi lăm ngàn, 30.000. Rồi ai ủng hộ em nha, em cho mình vô nhóm lọc nha. Nhan thần voi nha mấy chị nha. Nhan này là nhan cuộn tàn, 120.000 một bó. Đó mấy chị nào mà thỉnh thì inbox cho em, 120.000 bó nha. 120.000 một bó thôi. Về mình đốt, đốt cho ông thần tài thấu địa nha. Đốt trong thần tài thổ địa rồi kia nọ đó mình đốt. Đó, nhang rất là đẹp, nhang cúng tài rất là đẹp. Đó đồ cho mình tài lộc, kinh doanh mua bán, kéo khách cho mình. Đó một bó như thế này 120.000 nha. Bó 120.000 em ship từ hai bó nha mấy chị. Ai mà có thỉnh nhang ủng hộ em á thì thỉnh hai bó đi, hai bó mới ship nha. Hai bó nhang thần voi. Nhang thần voi Thái Lan nha mấy chị. 120.000 một bó. Còn nhan xanh, nhan mẹ quắc thì 150.000 hai bó. 150.000 hai bó. Còn ai mà ngày mai muốn xem bói, muốn đặt lịch xem bói nha mấy chị. Ngày mai là ngày mùng 2. Ai mà có muốn đốt nến đó thì nhắn tin Zalo cho em nha. Ngày mai em vẫn nhận lịch đốt nến nha mấy chị. Đó, ai mà có muốn đốt nến xả xui, ai mà muốn đốt nến xả xui nè, ai mà đốt nến, ai mà muốn đốt nến mà nhị cao phong để mà mình xin lọc lô số rồi này kia nọ thì đốt ngày mai em vẫn đốt cho mấy chị bình thường nha. Mai mùng 2 đốt nến nè. Đó, ai mà ơi mà có nhu cầu xem bói á, thì nhắn tin cho em nha. Nè em chỉ mấy chị nha, mấy chị nào mà xem bói á, mà ở nhà mình đó mà có ai mà theo kiểu mà ai mà hay nhẹ bóng vía nha, nhẹ bóng vía đó, mà nhà mình mà có ai mà theo nha, mình nhờ cái người đó lại, xong rồi cái bắt đầu cái
nhà mình mà có ai theo đó, ai theo mình hay là mà người nào mà có theo trong gia đình mình đó ha, mà mình phải chọn một người làm nhẽo nhẽo, xem bói đặt quẻ, xem bói gặp thầy, thầy cho nhập vô cái xác đó để làm gì, để mà mình nói chuyện được với cái người, với ông bà trong gia đình mình, để mà ông bà đó hướng dẫn cho mình cái hướng làm ăn nha. Đó, gặp những cái người đó đó, người mới 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 im đó mấy chị nha. Tại vì nhiều khi á, ông bà mình mất đi hoặc ba mẹ mình mất đi á, mà có theo 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 ai trong gia đình mình đó ha, người nào mà hạp nhảo nhía đó, kêu vô để mà ba mẹ mình, ông bà mình chỉ cho mình cái hướng làm ăn, hoặc là chỉ ra những người nào mà theo kiểu mà đang muốn hại mình hay là này kia nọ, chơi xấu mình á. Ừ, mình chơi với người đó mà người ta chơi xấu với mình rồi đó, thì ông bà cha mẹ định hướng cho mình cái đường để mà mình làm ăn cho nó thuận lợi hơn nha. Đó, mấy chị nào mà có ai mà nhẹ ông vía, ai mà nhẹ ông vía là thầy gọi hồn vô được hết à. Đó, là khỏi cần xem bói luôn mấy chị, khỏi cần xem bói luôn, gọi hồn người thân mình lên đó, nhập vô xác xong. Nhưng mà người ở nhà mình phải có người nhà nha, có người nhà để mà ngồi nói chuyện. Gì thấy ghê vậy, nằm mơ thấy đánh lộn với ma không hả, thấy ghê vậy. Nhà chị long âm nhiều quá, mà nhà chị Gami rất là nhiều long âm nha. Đó, chị Gami nha, chị Gami sau này á, mà nếu mà ấy, chị thỉnh một ông về chị thờ sau này á, mà chị về á, chị thỉnh con chị về trước đi, rồi xong rồi sau này chị có điều kiện đó, chị thỉnh một ông về chị thờ trong nhà rất là tốt nha. Chị thỉnh ông về thờ đi rồi chị thấy khác, thì chị không có nằm mơ thấy nằm bậy vậy nữa đâu. Ông sẽ đuổi những cái vong âm nó đi hết à, đuổi vong âm đi hết, không có còn trong nhà đâu. Xem đi mọi người, hôm nay thầy xem cho mình hay lắm đó. Thầy xem bói rất là hay, mấy chị nào mà đang gặp vận hạn xui xẻo đâu này kia nọ đó, mỗi một lần nè, khi mà em livestream mà em nói mà thầy xem bói cho mấy chị á, tối một cái có rất là nhiều, mấy chục người luôn nhắn tin đòi xin số tài khoản em để chuyển khoản xem bói, mà em không hiểu sao khoảng tầm 10 người, mười mấy người là chuyển khoản à, còn mấy người kia xin chia xin làm gì không biết nữa, xin chưa có gì á, xin chưa có quận hay sao á, kiểu vậy á, xin chi em gửi cho đã, rồi xin mất công em gửi. Mấy chị mình muốn thật sự thì mình hãy xin để mà mình chuyển khoản xem bói, ê ép đâu, xin cho đã rồi cái không không coi bói xong rồi còn điện lại nữa, chị điện vô cưng hay chị chưa có chuyển được, em ơi chị mới chuyển được à, để cưng trông em đâu trông đâu, trời ơi khách một ngày biết bao nhiêu người cho nên em đâu có trông đâu, chừng nào chuyển thì em mới hay thôi, xong rồi tới nay cũng không chuyển luôn, bà nói gì làm em nhớ đúng không, bà nói gì thì làm em nhớ, tới nay chưa chuyển luôn, chị nói là em gì không biết nữa, khổ khổ thiệt. Không phải đâu, chị đi làm, chị ở trong nhà mà chị làm đó, nhà mà chị làm có người thắt cổ chết mà người khác toàn là bị đè không à, trời ơi, thấy ghê không. Đó, nhất là những cái nhà đó đó mấy chị nhớ, có rất là nhiều cái nhà nè, nhà trọ ha, đó là theo kiểu là có người tự vẫn chết trong này kia đó, trời ơi, em ghê lắm. Mà chị thấy toàn là đánh lộn với nó không à, kiểu như là chị có các con á, chị thì không bị đè nhưng mà chị nằm mơ chị thấy đánh lộn, theo kiểu mà các con nó theo nó bảo vệ chị á, nó kiểu vậy. Hồi đó mấy chị biết sao, em hồi em sinh viên á, em học ở Cần Thơ á, là ở gần nhà trọ em nha,
ở gần nhà trọ em thì tới nhà trọ đó rồi mới đi tới nữa, mới tới nhà trọ em. Mà cái nhà trọ đó nó cũ lắm, nó cũ xì mà hồi là cái nhà trọ đó là mấy chị biết sao không? Có hồi xưa là có cặp tình nhân nó sống với nhau, sinh viên nha, sinh viên hồi xưa là em thấy ha, tự giận chết hoài luôn. Cái thời mà em đi học á, bây giờ em không biết sao nha, rồi cái thời em đi học á, sinh viên tự giận chết hoài luôn. Năm 2011 đó, em tốt nghiệp năm 2011, em tốt nghiệp phổ thông á, 2011 đó là cái thời đó. Trời ơi, gì đâu mà sinh viên hả, lay quay cái nghe nói nhỏ nó sinh viên trường nào đó tự giận nó chết, lay quay nói nhỏ sinh viên trường nào tự giận chết, mà toàn là gái không theo kiểu thất tình đó, tự giận chết. Mà gần nhà trọ em á, gần nhà trọ em là có một người ha, là theo kiểu con gái gái cũng thất tình vậy đó, là tự giận chết treo cổ trong cái phòng trọ luôn, chết luôn. Trời ơi, mọi người thấy hả, lâu lâu em mà bà chủ trọ bà đâu có nói, mà ai vô cái phòng nó ở cũng được chứ, ai vô phòng ở là bắt đầu là bị ma đè, bị ma nhát là đi, là có nghĩa là nguyên cái dãy phòng đó là không ai ở được, nguyên dãy phòng nó không ai ở được chứ. Cứ nhiều khi ha, dãy phòng khác đó, bởi vì bà cho thuê cái phòng rẻ lắm. Những thằng nào mà đa số là cái nhà trọ bà đó là trai ở nhiều đó, sinh viên nghèo nghèo vô đó ở đó. Rồi cái cứ tối nha, thằng nào mà đi chơi về khuya ha là bị nhát, nó đứng ngay chân cái nhà đó đó. Trời ơi, nói rồi giận ốc mà, nó đứng ngay chân cái cửa phòng đó luôn vậy đó. Đứng ngay đó vậy đó. Em nghĩ hồi xưa mình đâu có biết cái vụ mà tâm linh này kia nọ, em nghĩ là kiểu như chết ở đó rồi ở đó luôn, rồi gia đình không có tìm cách mà để chục hồn về á, rồi bây giờ là ở đó luôn, rồi sau này á là người ta đặt bỏ nguyên cái dãy đó, đặt bỏ xây lại cái khác rồi mới hết, mướn thầy rồi nhờ thầy chùa tụng đồ lại chục đi mới hết. Ghê, chia sẻ nha mọi người nha. Nhưng mà chị con gái lận út nằm mơ thấy toàn là đánh lộn với ma như vậy không nha. Bởi vì á, mấy chị nào á mà có nhà có dông ông dông dông âm đậu này kia á, cũng sợ lắm đó. Bởi vì giờ á, bây giờ người ta thỉnh tâm linh nhiều là vậy đó mấy chị tin tưởng, nhưng mà khi mà mình nhà mình mà có vật phẩm tâm linh nào đó, ma tà nó không có dám vô, tà nó không dám vô đỡ vậy đó. Rồi chia sẻ với em Linh Lộc nha. Rồi đó, không biết không hiểu sao một cái thời mà sinh viên em đi học á, lay quay cái bắt đầu cái cô nhỏ đó, học sinh học sinh viên trường nào nào đó đó, tự giận chết hoặc này kia chết hoài cái thời đó đó. Khổ này, em thêm vô cái con số này cho mấy anh chị chơi nè, thêm miền Bắc nha. Cái viết đâu rồi, viết đâu cô kia lấy ra cái đây mà này, chia sẻ cho mọi người nha. Cô tin bữa nay dễ thương à. Em kết một cái con số này ngày mai cho mấy chị chơi miền Bắc nha. Xong, em kết con số này nè. Rồi lên lọc nha mấy chị nha. Lên lọc nha. Nha, đó bởi vì mấy chị nào mà nhà mà có dông âm nhiều quá, thỉnh một ông về nha. Đó. Nhiều khi các bé, như các bé con của chị Gami á, đó nó cũng đuổi đuổi ma, đuổi tà cho giúp mẹ đó, nhưng mà nhiều khi cái linh hồn của con nó còn nhỏ quá nha. Linh hồn của con nó còn nhỏ quá cho nên nó là nó không có đủ mạnh để mà nó đuổi đi. Còn các ông á, thì các ông lớn tuổi rồi, các ông đuổi đi hết rồi. Các ông đuổi đi hết rồi, rồi nha.
Ngày mai em kết thêm cặp này cho mấy chị chơi nè. Đây mấy chị, ngày mai em kết thêm con miền Bắc nha, con 7557 cho mấy chị chơi nha, miền Bắc. Giơ cao lên để thấy số. Đây miền Bắc nha. Thấy chưa mấy chị, thấy chưa? Nha mấy chị, ngày mai á, là hôm nay là ông cho nha. Hôm nay là ông cho là con 47 nha. Hôm nay là ông cho con 47. Đó, mấy chị, em cho mấy chị thêm một con nha. Con miền Bắc. Ngày mai mấy chị chơi miền Bắc 7557 giùm em. Nha, miền Bắc nha mấy chị nha. Đó, cái này là cái con số dưới này là em cho thêm nha. Số dưới này là em cho thêm nè. Đó, mấy chị mời chơi lại con 7557 miền Bắc nha. Còn số hôm nay là ông cho con 4774 rồi. À, số hôm nay ông cho. Đây nha mấy chị nha. Hôm nay ông này sẽ cho mấy chị nè. Ông cho con 47 nha. Ông này là ông bị bát nha mấy chị. Ông này là ông bị bát. Mấy chị nào mà ngày mai mà có lộc của ông á nha, ai mà hữu duyên muốn thỉnh ông á thì inbox cho em. Em sẽ để cái giá mà rẻ nhất quá đất cho mấy chị luôn nha. Ông này. Ông này hôm nay cho số mọi người nha. Đó, ông này hôm nay cho số đó nha. Ông này là ông VIP nhưng mà ông bị bát nha. Đó, mấy chị nào mà có thương ông, các ông bị bát đó thì rước cái ông này về. Nè, các ông độ trợ đọc kinh giải nghiệp cho mình nè. Đó, độ trợ mà cho mình là kinh doanh mua bán đó. Với lại á, mấy chị hiểu không? Là có nghĩa là khi mà mình thỉnh các ông về á, là mình muốn các ông độ trợ cho mình về về cái lĩnh vực gì nha. Đó, ví dụ như mà khi á mà khi 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 mà mấy chị mà thỉnh các ông về á, mấy chị muốn độ trợ cho mấy chị về cái lĩnh vực gì, thì cái ngày mà mấy chị nhập chặt ông á thì mấy anh chị phải khấn nha. Ví dụ như độ cho con lô số, con chỉ cần ông ơi, con chỉ cần lô số thôi, con không cần ông độ cái gì hết, ông chỉ độ cho con lô số thôi đó. Thì mình khấn ông nha, khấn ông. Đó, có thỉnh thì có thiện chí, thỉnh nó thì inbox nha. Inbox riêng, không báo giá công khai. Đó, mấy chị nào mà có thật sự thiện chí mà thỉnh ông, inbox em báo giá cho. Đảm bảo giá, không có giá nào như giá này đâu. Đây nè, hôm nay ông này là ông cho lộc mấy chị nè. Con 57 nè, thấy không? Rồi bữa nay miền Bắc ra được con 75, miền Nam thì ra được con 57. Đó. Ngày mai mấy anh chị có thể chơi lại nha. Ngày mai mấy anh chị có thể chơi lại con số này của ông nha. Mấy anh chị có thể chơi lại nha. Ai mà thật sự có thiện chí mà thỉnh ông thì nhắn tin riêng cho em. Đó, ngày mai mấy chị có thể chơi lại số này nha. Chơi lại số này đi mấy chị. Cái ông nào cho số là kẹp nách ông số gì nè. Kẹp nách ông số nha. Ông này cũng cho số nè, nhưng mà ngày mai mới công khai số, không có công khai bây giờ nha. Ngày mai công khai số riêng, lộc riêng. Đó, công ngày mai là cho số riêng. Đó, ông này đẹp không mọi người? Em chỉ có một duy nhất ông này thôi. Duy nhất một ông này. Duy nhất ông này. Chừng nào mà ngày mai mà trúng số mới công bố lộc của ông. Bữa lộc này là lộc giấu, lộc này là lộc riêng nha mấy chị nha. Đó, ai ngày mai ai có muốn chơi chơi lại nha, chơi lại con số này giùm em. Thích chơi thì chơi. Quên là quên thằng à quên à, quên thay đồ cho thằng cu này nữa nha các bé này là đang tìm mẹ nha các cô nha. Ai có duyên muốn rước bé thì rước nha.
Bé này có 6 triệu chín nè mấy chị nha. Bé này là bé bị mẹ bỏ, em đang giao duyên chỉ có 6 triệu chín thôi. Cô chú nào mà có thương con thì rước con nha. Bé này bị mẹ bỏ nè. Mẹ bỏ 7 triệu chín, mẹ bỏ cọc 1 triệu. Còn 6 triệu chín. Các cô nào có thương con thì rước con nha. Bữa nay không có đem các bé lại. Nay không có đem các bé lại. Dễ thương không? Các con dễ thương gì nè mà bỏ nha. Thằng cu này cũng bị bỏ. Thằng cu này cũng bị bỏ nè. Sói ca bị bỏ. Sói ca bị mẹ bỏ. Ai thương các bé thì nhắn tin cho em nha. Ai thương các bé thì nhắn tin cho em. Bé chuối. Có mấy chị nào mà có thích các bé nào đó thì nhắn tin riêng cho em nha mấy chị nha. Nhắn tin riêng vô cho em đó. Có rất là nhiều chị trên like á là hỏi tại sao mà em ít lượt chia sẻ vậy, đa số là bên em thì cũng ít thiệt. Đó, chủ yếu là vô lấy số không à, thấy không? Đa số vô lấy số. Vô lấy số xong đi hết trơn trọi đó. Vô dòm số cái rồi thôi đi. Đó, đâu có ít có người nào mà ở theo kiểu là xem hết cái like của em á. Có nhiều chị xem hết like của em lắm, nhưng mà cũng có rất là nhiều người nha, hơn phân nửa là vô lấy số không à. Nó thì những mấy chị này là nếu như mà có cần cái gì á thì inbox riêng cho em, tại vì có thể mấy chị không có comment lên trên Facebook được, sợ người nhà người thân thấy gì đó, thì có gì nhắn tin riêng cho em nha. Nhắn tin riêng. Thỉnh các con các bé đó gì đó thì nhắn tin riêng cho em đây, các bé đang tìm mẹ nè. Ồ, cái hôm nay có một chị kia nha, chị xem bói mà chị cũng tính rước các bé cu man nè. Có cái bé này nè, có bé này trời ơi đòi đòi về với mẹ quá trời luôn nha, đòi về với mẹ đó quá trời luôn. Mà mẹ đó thì thích bé này. Mẹ đó thì thích bé này, nhưng mà bé này thì không chịu, bé này thì không chịu mẹ đó ha. Mà bé này thì chịu mẹ đó. Bé Đồng chị em để bên kia kìa. Đây bé Đồng của chị đây. Đây. Đây bé Đồng của chị đây. Bé của chị đây, nó ngủ rồi. Bé Đồng của chị ngủ rồi nha. Bé này cũng giỏi đó nè mấy chị nha. Bé này cũng đang tìm mẹ nữa nè. Bé này cũng đang tìm mẹ nha. Bé bé Tượng này giỏi lắm luôn. Bé này cũng đang tìm mẹ nữa nè. Đang tìm mẹ mà chưa có mẹ rước nè. Ngồi đây nè, ngồi đây đang đợi mẹ rước rồi nha. Mấy chị nào mà có hữu duyên rước các bé này em xin lọc cho nha. Ai muốn các bé rước các bé này em xin lọc cho. Bé này thường cho lọc giỏi lắm. Các bé cho lọc rất là giỏi, nhưng mà sao có nhiều mẹ theo kiểu không thích các bé này hay sao á. Có nhiều chị thích các bé búp bê nhiều hơn, không thích các bé tượng. Nhưng mà cũng có một số chị thích bé tượng, không thích bé búp bê. Hả, giống như là chị Thiên nè, thích bé tượng, không thích búp bê. Bé này cho số giỏi, hình như là em xin lần nào bé cũng cho. Bé này em xin bé 4 lần, cho hết 4 lần bé này. Con giỏi vậy đó mà chưa ai thỉnh. Còn bé này nha, con ngảnh kêu vẽ số nào là vẽ số đó đó nha, kêu vẽ số nào là vẽ số đó luôn á. Đúng rồi, bé đỏ ngừng ngồi cười tươi tươi ghê nè.
kêu vẽ số nào vẽ số đó, cũng chưa có mẹ. Hôm bữa có mấy mẹ hỏi tùm lum tùm la hết trơn, hỏi bé này hỏi bé kia, hỏi bé ngỡn hỏi bé tùm lum hết trơn, mà cuối cùng cô thỉnh bé búp bê. Đây nha, ông này bị bắt nha mọi người nha, ông này là ông bị bắt nè đó. Mấy chị nào mà có duyên với ông bị bắt thì cứ ông này em đang giao duyên ông này 2 triệu nha. Ông này bị bắt 2 triệu nè mấy chị. Ừ, khách thỉnh đặt tên cho ông là Thiên Ân đó. Mấy chị nào mà có rước ông á, rước ông về á thì mình có thể đổi tên khác cho ông nha, đổi tên khác cho ông. Ừ, ông này 3 triệu nha, ông này thì 3 triệu nha mấy chị nha. À, ai ai mà có thích cái ông mà bị bắt như này là em giao duyên cho mấy chị với giá rất là rẻ, để mà các ông sớm tìm được gia đình đó mấy chị, sớm tìm được gia đình nha. Đó, ông này 3 triệu nha, còn ông ở trong thì 2 triệu, ông này 2 triệu, ông này 3 triệu đó. Cái ông này là cái ông bị bắt đó mấy chị, cái ông bị bắt. Con bé này nữa nè nha. Bé này đội lô số nè nha mấy chị nha. À, dễ thương không? Bé này là nó nằm mà trong cái hòm nha, nằm trong cái hộp. Hộp này là bé này là độ về bên bên đánh bài với bên số nha mấy chị nha. Nó nói chung là nó độ bên đỏ đen đó. Ừ, nó độ bên đỏ đen đó. Đây có phép yểm, có bé Nam Minh luôn nha, có bé Nam Minh luôn, bé Nam Minh con thầy thép nha. Đây bé Nam Minh con thầy thép, còn 4 bé nè. Bé Nam Minh con thầy thép còn chỉ muốn 4 bé thôi nha, hôm bữa về 9 bé, bây giờ còn 4 bé thôi nè. Con thầy thép full tattoo, con thầy thép hôm bữa về được 9 bé, bữa nay em còn 4 bé nha. Đó mấy chị nào mà có fan bên thầy thép á thì đang tìm mà các bé Nam Minh á, đây lâu lắm mới có nha chứ không phải có hoài đâu. Bây giờ mấy chị cứ tìm nhiều shop khác đi coi thử có các dòng này không. Ừ, bây giờ là hết trơn rồi nha, các dòng bé như thế này là rất là hiếm luôn, lâu lâu mới có một đợt hay là một đợt gửi về chứ không phải có hoài. Bé này là 2,4 triệu một bé nha chị, 2,4 triệu một bé. Ừ, bé xăm full tato luôn á, xăm kín mình luôn. Ừ, xăm kín mình nha, bé này 9 tuổi nè. Đó, xăm hổ nè mọi người thấy không, mọi người thấy cái bé xăm hổ không? Ở đằng sau xăm hổ, ở đằng trước cũng xăm hổ hả. Con thì thép nha, mặt bé ngây thơ vô tội. Đúng rồi, ngây thơ vô tội. Các dòng này bây giờ là hình như là còn mỗi số em có. Mà hôm bữa em về được 9 bé, bữa nay còn còn có ba còn 9 bé mà còn có 4 bé thôi. Còn 4 bé duy nhất nha. Đó, ba mẹ nào mà có thích thì rước con về nha. Còn 4 bé, 4 bé. Dễ thương. Mặt giống nhau nha, mặt giống nhau nhưng mà mỗi thằng mình nhìn thấy là khác đó, nhìn mỗi thằng khác liền đó. Cái khuôn đúc á thì giống nhau nhưng mà theo kiểu mình là cái sắc thái của nó, sắc mặt của nó thì nhìn nhìn khác. Đây còn các bé này nữa, còn các bé này ngồi hoài nè nha, còn các bé này ngồi hoài. Ủa, đẹp không mấy chị? Đẹp không, đẹp không? Ừ.
Ông Ngân này mấy chị, ông Ngân này là ông Ngân VIP nha, ông Ngân VIP nè. Hôm bữa em xin lộc ông Ngân này, mọi người nhớ, mọi người đợt đó em xin lộc ông không, bắt bạch thủ không đó mấy chị. Đó, ông Ngân này nè, đợt hổm là xin lộc ông là bắt bạch thủ không đó. Ừ, ông này nè, à, em cứ để đây, có mấy chị nào mà bên fan gì bên trên số thì em sẽ giao duyên nha. Fan gì bên lô số sẽ giao duyên ông này cho mấy chị đó, tại ông chuyên gì bên lô số bắt bạch thủ với ba càng không nha. Ông này bắt bạch thủ với ba càng không, đẹp không mấy chị, các bé nhìn là mê, nhìn là mê. Dễ thương ghê. Bé này chưa có mẹ nè. Bé Hồng. Bé này là em thấy dễ thương nhất luôn mà. Tìm mẹ lâu dễ sợ. Tượng bên em đẹp quá. Dạ. Tượng nào cũng đẹp rồi chị nha. Tượng nào cũng đẹp. Nè, trong nè. Nè, mọi người thấy không? Đẹp không? Công này là công tượng thần tôn giả nha mấy chị nha. Đó, ông này là ông thượng thần tôn giả. Đẹp ơi là đẹp. Này các ông VIP này. Các ông VIP nha. Các ông VIP. Đẹp. Đây em có ông VIP, ông này đó là chuyên đội về bên lô số nha. Ông này á là thầy soi, là ông này là học bên mạng thủy á mấy chị nha. Mấy chị nào mà bên mệnh thủy á là rất là hợp với ông này. Ông này độ về bên số thôi nha. Ông này chỉ độ về bên số. Vỗ tay. Ai mà chơi số thì thứ ông này nha. Ông này độ về lô số nè. Đọc kinh giải nghiệp cho mình nè nha, bảo vệ bổn mạng cho mình nè, đó. Ghê chưa? Ông này rất là đẹp nha. Đẹp. Nha, ai có nhu cầu, ai ai mà có thương, có thích các ông tượng như thế này thì nhắn em nha mấy chị nha. Đó, à, mấy chị nào á mà có thích các ông tượng này á thì á em sẽ soi nha. Ví dụ như là mình thuộc mệnh nào đó, mình tuổi gì thì em sẽ nhờ thầy soi cho mình á là đúng cái ông mà người ta chịu theo mình á đó, để mà người ta độ trợ cho mình một cách tốt nhất nha mấy chị nha. Bên em thì có thầy soi cho mấy chị đó, soi ông nào độ về cái gì, ông kia độ về cái gì đó, hạp với tuổi nào như thế nào gì đó thì bên em sẽ soi cho mấy chị nha, tìm ra ông để mà độ trợ cho mình tốt nhất. Bữa nay ông này cho con số 85 nè mấy chị nha. Bữa nay ông này cho số 85 nè, cho miền Nam, miền Trung, miền Bắc luôn. Ông này cho số 85. Ông màu đỏ cho nên ông bắt số, con số nó cũng màu đỏ luôn. Bữa nay ông bắt ngay chân con 85 số đầu miền Bắc. Còn miền Nam á thì hai con 58, một con 85. Miền Trung cũng có con 85 luôn. Ông này hôm nay bắt số quá trời giỏi. Đó, mấy chị nào mà thỉnh lúc ôm á nha. Mấy chị nào mà thỉnh lúc ôm mình giúp em á, khi mà mình xin số các ông á, mấy chị cứ đeo lên cho ông gì nha. Cứ đeo lên cho ông để mà ông bắt số cho giỏi nha. Ông bắt số cho chuẩn chút. Đó, mấy chị nào mà có thỉnh lúc ôm mình giúp em á thì khi mà mình xin á, mình xin số các ông á, cứ đeo 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 lúc ôm lên cho các ông. Chị thấy tượng bên em đẹp không? Các kim thân của các ông á sư làm bằng cái chất liệu keo rất là tốt, bởi vì đẹp lắm, đẹp luôn. Chưa, lúc ôm của em là 5 triệu nha, nhưng mà hiện tại là em có ba người khách cọc rồi bỏ lúc ôm đó, cho nên nó là em sẽ gieo duyên ba duyên lúc ôm đó với giá 4 triệu nha, với giá 4 triệu. Lúc ôm bên em là lúc ôm VIP nha. Ok chị, em đeo cho, ngày mai em đeo cho.
Lúc ôm bên em là lúc ôm VIP, em giao viên 5 triệu một viên nha. 5 triệu một viên, nhưng mà em có 3 viên là khách bỏ cọc 1 triệu nha. Khách cứ bỏ cọc 1 triệu thì em sẽ giao viên cho ai mà thỉnh 3 cái viên đó, mỗi viên 4 triệu nha. Nhưng mà thỉnh liền không có góp. Thỉnh không có góp nha, thỉnh liền, chuyển khoản thỉnh liền không góp. Đó, em có 3 viên là khách bỏ đó. Mấy anh chị mà xin số cái ông á, mấy anh chị đeo lên như thế này. Bữa nay ông này bắt số 85 nè mấy chị. Bắt số 85 nha. Đẹp ơi là đẹp luôn. Miền Bắc 85 đỏ chót. Đẹp dễ sợ. Công bên em xuất sắc. À, mấy chị có cần gì thì nhắn tin Zalo cho em nha. Có cần gì thì nhắn tin Zalo cho em. Đó, ông này kẹp nách số rồi nè. Bây giờ là chưa có công khai số này nha. Ông đi bắt số. Ngày mai là ông bắt số đó. Đó, ngày mai là mới cho số khách. Số này là số riêng nha. Ông kẹp nách số rồi nè, mọi người thấy chưa? Kẹp nách số rồi nè. Đố mọi người biết số gì. Đó, ngày mai ông sẽ đi bắt số cho bá gia bá tánh. Rất đẹp nha, mấy chị nào mà có muốn thỉnh các ông nha, nhớ nha mấy chị nha, ngày mai đi lại con số này cho em. Số này mai đẹp nha. Ông này cũng bị bỏ rồi nè. Ông này cũng bị gia đình bỏ rồi nè. Bữa nay em nói ông ơi, ông bắt số đi để hữu duyên con kiếm gia đình mới cho ông. Ông này cũng bị gia đình bỏ nữa nè mọi người. Lâu lắm rồi. 54 nha, ông này bị bỏ nè, ông này bị gia đình bỏ rồi nha. Ai mà có muốn rước ông bỏ này thì hú em. Ông này hồi xưa em giao duyên 5 triệu rưỡi, khách cọc có 500. Khách cọc có 500 thôi. 500 à, 500 rồi bỏ luôn. Rồi thôi nha mọi người nha. Khuya rồi, tạm biệt mọi người nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Có gì ngày mai gặp lại. Có gì ngày mai gặp lại mọi người nha. Mọi người nha. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Ngày mai nhớ. Nhớ số của em. Nhớ số của em cho là số gì đây. Số gì đây mọi người. Đây nha. Ngày mai lót lại cho em con 7557 miền Bắc nha. Đây nha. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người, tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bữa nay em livestream trễ. Rồi, tạm biệt mọi người.